Alo. Alo, hello các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ sửa đề thi thử của Sở Nghệ An lần số 1. Mới thi vừa rồi các bạn. Mới thi hôm thứ hai đầu tuần này. Đúng không? Rồi. Đề này mới thi và file đề thì cô đã up ở trên nhóm rồi nhé. Nhưng bạn nào chưa có file đề thì ở trên fanpage á, thì các bạn sẽ cô sẽ để cái link để ở dưới cái link video công chiếu này để các bạn xem, các bạn like được chưa nào. Chờ các bạn vào một chút rồi chúng ta bắt đầu sửa luôn nhá. Đề này nhìn sơ qua cũng khá hay đấy. Rồi chúng ta giải nào. Bạn nào đang xem thì các bạn share giúp cô link của cái buổi học này để các bạn khác vào học giải đề Sở Nghệ An với cô ha. Rồi chúng ta bắt đầu luôn các bạn. Đề này mình tranh thủ giải nhanh để mình còn đi học môn khác nữa nhé. Câu 41. Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch đồng sunfat tạo ra kim loại đồng? Thì chắc chắn mình sẽ chọn một cái kim loại mạnh hơn đồng, đó là kim loại kẽm, được chưa? Natri là kim loại kìm, người ta không chọn rồi nè, còn hai thằng này yếu hơn. Rồi comment đáp án với cô cho vui nhá. Câu số 42 nào. Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kìm. Kim loại kìm thì nó sẽ có một e thôi, đúng không? Câu 43, ion nào sau đây có tính oxy hóa mạnh nhất? Thì trong các ion này thì người ta sẽ chọn ngay đồng 2 cộng, được chưa? Câu 44, số nguyên tử carbon trong phân tử alanin thì alanin có 3C, ta chọn câu A. Câu 45, dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh? Hóa xanh thì ta sẽ chọn amin, metinamin, đúng chưa? Câu 46, kim loại có độ cứng lớn nhất là? Ta sẽ chọn ngay crom, đúng chưa nào? Câu 47, khí sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch gây hiệu ứng nhà kính thì mình sẽ chọn là khí CO2, đúng chưa? Câu 48, trong hợp chất kim loại magie có số oxy hóa dương 2 tại vì nó có hóa trị 2, đúng chưa nào? Câu 49, chất ít là oxit có màu đỏ nâu, không tan trong nước và có thành phần chính của quặng hematit đỏ thì ta sẽ chọn ngay câu C, đúng chưa? Hợp chất SH3 có màu đỏ nâu hoặc là nâu đỏ. Câu 50, tên gọi của este này mình sẽ gọi là etin acetat. Câu 51, khi kim loại sắt phản ứng với H2O3 đặt nóng dư, chúng ta thu được muối nào sau đây? Thì chúng ta sẽ thu được muối sắt 3 nitrat thôi, đúng không? Đáp án là câu B. Câu số 52, tơ nitron dai bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt váy và may quần áo ấm. Tơ nitron được tổng hợp trực tiếp từ chất nào sau đây? Thì chúng ta sẽ chọn ngay, đúng không? Đó là câu A, nó được tổng hợp từ thành vinil cyanua. Thằng này có nhiều tên gọi các bạn, một là vinil cyanua hoặc là nó có thể gọi là acrylonitrile nhé. Câu 53 nào, số nguyên tử carbon trong phân tử axit palmitic thì thành axit palmitic là C15H31COH thì nó có 16 carbon. Đáp án ta chọn câu C, được chưa? Câu 10 câu 54. Cái này là ô cha. Cái file đề của cô cái là cái này người ta photo mà nó bị nhòe mực cái mấy đứa ráng nhìn chút nhé. Câu 54, kim loại nào thuộc nhóm nhóm gì đây ta? U là trời. Cô nghĩ là người ta hỏi nhóm 2A đúng không? Nhóm 2A là magie. Cái này nó bị nhòe mực thành ra cô không thấy nữa. Nhóm 2A hay 3A nhỉ? Cô không để ý luôn á, cái này in mực bị sao mà nó nhòe cái trang này mất tiêu này. Buồn ghê chưa? Thôi thì câu này dễ quá, chúng ta cứ coi như nó là 2A nhé, chọn câu D. Còn 3A thì sẽ là nhôm thôi. Câu 55, nhỏ dung dịch nào hát vào dung dịch gì đây ta? COF4 đúng không? Này chắc là COF4 rồi. COF4 thì ta thu được kết tủa màu xanh COOH 2 lần. Câu 56, chất nào sau đây thuộc loại muối trung hòa? Muối trung hòa là muối sẽ không còn hydro trong gốc axit các bạn. Thì mình sẽ chọn câu B các bạn ơi. Muối này còn hiđro là muối axit, này muối axit, này cũng là muối axit của gốc phốt phát đúng không? Người ta chọn câu B, này là muối trung hòa, cái gốc axit chỉ có clo này.
Câu 57, chất nào sau đây có tính lưỡng tính thì chắc chắn mình chọn câu B rồi. Câu 58, trong công nghiệp kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp phương pháp nhiệt luyện? Thì phương pháp này chúng ta dùng để điều chế các kim loại đứng sau nhôm. Đứng sau nhôm thì ta chọn sắt. Câu 59, carbohydrate nào sau đây thuộc loại monosaccharide thì mình sẽ chọn ngay glue đúng không? Câu 60, chất nào sau đây có phản ứng với NaHCO3 trong dung dịch sinh ra khí CO2 thì mình sẽ có nào? Cái này là muối NaHCO3 nha mấy đứa. Thì ta sẽ chọn một cái axit thôi, axit và axit acetic. Đáp án B đúng không? Câu 61, cho 0,02 mol CO2 vào 0, cái này là Ba đúng không? Này là BaOH hai lần. Có số mol là 0,015. Người ta thu được mg kết tủa tính giá trị của M. Bài toán này dễ quá rồi. Ta sẽ tính ngay lập tức là gì bạn? Mol của OH trừ tỷ lệ K đúng không? Bằng mol của OH trừ chia mol của CO2. Là mol OH trừ này là lấy 0,015 nhân 2 đúng không? Là 0,03. Tỷ lệ này là ra lớn hơn 1 biến 2. Mình áp dụng công thức dài ngay lập tức. Công thức dài là mol của CO32 trừ bằng mol OH trừ trừ mol của CO2. Thế số ta có bằng 0,03 trừ 0,02 nó ra 0,01. Được chưa nào? Chúng ta có mol của này là 0,01. Vậy thì chúng ta sẽ tính được mol của tủa BaCO3 đúng không? Nhớ cho cô là mol của kết tủa này, một là nó tính theo bari 2 cộng, hai là nó tính theo CO32 trừ. Bari của cô có số mol là 0,015 nè. Còn CO32 trừ là 0,01 và ta sẽ tính theo thằng nhỏ hơn là 0,01 nhé. Nhân 197 thì nó ra được là 1,97 gram. Đáp án là câu B. Được chưa? Câu 62 các bạn. Cho 7,5 gram glycine tác dụng hết với dung dịch cao H vừa đủ, chúng ta thu được dung dịch sơ phản ứng có chứa mg muối, tính giá trị của M. Rồi chúng ta có nào? Muối chúng ta thu được là muối của glycine gắn kali thôi. Đó, công thức muối nó như thế này, được chưa? Số mol của glycine là lấy 7,5 chia cho m lớn gly 75 thì ra 0,1, thì mol muối này cũng là 0,1 thôi. Mấy đứa nhân nhanh nhé. Lấy 0,1 nhân nào, m lớn muối này các bạn tính nhanh bằng cách lấy gốc gly là 75 cộng 1 kali là tăng 38 đơn vị đúng không? Là 11,3 gram. Đó là cách bấm nhanh thôi, còn các bạn không thích bấm nhanh như cô, các bạn cứ cộng bình thường các gốc này lại với nhau là nó ra đáp án, được chưa? Chúng ta qua câu 63. Thủy phân 27,36 gram saccharose trong môi trường axit với hiệu suất 80% ta thu được sản phẩm chứa mg glue. Thì ta có là một saccharose thì thủy phân ra được mực gluco đúng không? Để ta tính thôi, số mol của sacca lấy 27,36 chia cho 342. Ra số mol là 0,08. Thì mol của glue các bạn cũng sẽ lấy 0,08 nhưng mà nhân cho 80% hiệu suất đúng không? Rồi nhân cho m lớn glucose 180 chúng ta sẽ ra được 11,52. Đáp án câu A. Những đó là những cái bài tập cơ bản rất là dễ, ta đi nhanh nhé. Câu 64 bạn, phương trình hóa học nào sau đây là không đúng? Câu A là FeO cộng với H2S4 loãng ra muối sắt 2 và nước, câu này đúng quá rồi ha. Câu B nào, FeH3 cộng với H2S4 loãng ta thu được muối sắt 3 sunfat và nước, câu này đúng luôn. Câu C nào, FeO cộng với H2S4 đặc thì các bạn có nào, trong này là sắt dương 2 thì nó vẫn đóng cái vai trò là chất khử. Nó bị đổi lên sắt 3 cộng, lưu huỳnh bị đổi xuống SO2 đúng không? Phản ứng này đúng. Thì câu D sẽ là câu sai, vì sao nào? FeH3 là một cái hợp chất mà sắt đã đạt cái số oxy hóa cao nhất là dương 3 rồi. Thì khi phản ứng với H2SO4 đặc nó sẽ không có cái sự thay đổi số oxy hóa nữa. Nó sẽ vẫn giữ nguyên ở đây, cho nên chúng ta sẽ không có cái sản phẩm khử là SO2, chúng ta chỉ thu được muối và nước thôi nha. Thì câu này sai. Câu 65 nào, thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng chúng ta thu được chất hữu cơ X, chắc chắn là glucose rồi đúng không? Lên men X chúng ta thu được Y sẽ là ethanol, đáp án ta chọn ngay là câu B, rất dễ. Câu 66, chất X là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước và vải che mưa. X là cái nào sau đây? Thì chúng ta sẽ bắt đầu loại trừ nào. Nylon 66 là tơ bạn, mấy cái thằng nylon này là tơ hết nhá. Tiếp theo thằng này là polyethylene terephthalate, nó là tơ luôn ạ, nó là tơ lắp san đấy, nên là tơ là loại luôn. Tiếp theo là câu C là polymethyl metacrylate, thằng này là thủy tinh hữu cơ, nó là thủy tinh hữu cơ. Thì nó không có dùng để làm vật liệu cách điện hoặc là vải che mưa, cho nên là mình loại trừ thì mình sẽ chọn được ngay đáp án là câu D. Polyvinyl chloro là cái chất này, được chưa nào?
Ta qua câu 67. Hòa tan hết 4,84 gam hỗn hợp X gồm nhôm và Fe đúng không? Vào trong H2SO4 loãng dư chúng ta thu được 0,025 mol khí. Tính khối lượng của Al-Hb3 thì cái này dễ rồi. Ta nói là quang 2 này vô H2SO4 loãng thì chỉ có sắt tạo ra khí hiro. Hệ số cân bằng của hiro là bằng hóa trị của sắt là 2 chia 2 là ra 1 hiro đấy. Số mol hiro là 0,025 thì sắt cũng sẽ là 0,025. Thì bạn tính được khối lượng của Al-Hb3 bằng cách lấy tổng là 4,84 trừ sắt 0,025 nhân 56. Đúng không? Ta ra được 3,44 gam đáp án C. Quá dễ. Ta qua câu 68, phát biểu nào sau đây là đúng? Rồi, chọn nào? Câu A, chất béo tan tốt trong nước nhẹ hơn nước, đúng không? Tan tốt trong nước nhẹ hơn nước là thấy sai rồi đó. Chất béo là nhẹ hơn nước nhưng mà nó không tan trong nước, được chưa? Câu B, chất béo là trieste của glycerol với axit béo. Câu này người ta hỏi phát biểu sai hay đúng? Hỏi phát biểu đúng. Và thì câu B đúng rồi nhờ. Câu C, dầu ăn vào mỡ bôi trơn giống nhau về thành phần nguyên tố là sai các bạn. Mỡ bôi trơn là hydrocarbon các bạn. Hydrocarbon thì nó chỉ có chứa carbon và hydro thôi. Còn dầu ăn là chất béo, nó sẽ chứa carbon, hydro và oxy luôn. Câu D, nào ở nhiệt độ thường tất cả các chất béo đều ở trạng thái lỏng. Chất béo thì ngoài thể lỏng nó còn thể rắn đúng không? Điều này sai. Câu 69, đồng sau khi các thí nghiệm xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kim loại. Điều này dễ quá đúng không mấy đứa? Mình tới đây là mình đã lấy được 7 điểm rồi đó, 28 câu lấy 7 điểm. Và chúng ta có là gì? Hiện tại cô trò ta mới có làm trong vòng 11 phút thôi. Trừ cái đoạn mở đầu này kia nữa, trừ cái nếu như mà cô không ngồi giảng giải thì các bạn hiểu câu này, nếu như đưa vô phòng thi các bạn chỉ cần tốn tầm 5 đến 7 phút là làm xong 28 câu đầu rồi. Đó. Cho nên là trong các cái chuỗi mà cô cho bạn làm bài, đó là chuỗi chinh phục 7 điểm đầu tiên, tránh xa nhà á, thì cô cũng cho bạn làm 28 câu, trong đó lý thuyết có lý thuyết đếm luôn đúng không, rồi có cả bài tập cơ bản nữa. Thì các bạn rèn cho cô cái đó để thứ nhất là mình làm cho cô sao cho nó chính xác đó, mình tập cho cô cái đó là thứ nhất là làm sao cho nó vừa chính xác mà vừa nhanh. Bạn nào chưa làm nhanh được thì bạn đầu tiên tập cho cô là làm chính xác cái đã. Còn bạn nào mà làm chính xác rồi thì tập cho cô tốc độ, được chưa? Vô phòng thi mình làm 28 câu đầu mà càng nhanh thì càng tốt, thì mình sẽ còn nhiều thời gian để chinh phục các cái câu ở phía sau để lấy điểm cao nhé. Ok chưa? Rồi chúng ta qua câu 69. Tiến hành thí nghiệm, người ta hỏi là số thí nghiệm thu được kim loại. Đây là một trong những cái câu hỏi kiểu mình đã rèn với cô trong cái phần lý thuyết đếm bữa giờ đúng không? Đó. Lý thuyết đếm thì các bạn sẽ học vào 5 giờ sáng với cô nha, nhớ dậy sớm ngày mai, tối sáng mai đấy. Sáng mai 5 giờ sáng dậy học nha, chứ đừng có mà lười nữa. Bỏ cô, bữa nào cô dậy sớm, cô dậy cô cũng mệt lắm chứ, cô dậy sớm cô dậy nhưng mà mấy đứa lại lười, mấy đứa không thèm dạy học với cô, quá buồn. Câu A, nào điện phân nóng chảy NaCl, đây là phương pháp điều chế kim loại natri, chúng ta thu được natri ở cathode, câu này có kim loại đúng không? Câu B, cho một ba dia dư vào trong sắt ba sunfat, thì kiểu câu này cô trò ta cũng đã gặp ở trong phần lý thuyết đếm rất là nhiều. Bạn nào mà còn chưa quen thì tự giác ôn lại cho cô các cái like cô giải thích lý thuyết đếm nhé. Chúng ta có nào, cho ma dê là một cái kim loại mạnh hơn sắt vô đây, mà ma dê dư thì auto chúng ta sẽ có là ma dê đòi sắt ra khỏi muối, ta thu được kim loại sắt là đúng, được chưa? Và có một cái kim loại ma dê còn dư nữa, cho nên cái này, trường hợp này là auto có kim loại, rất đúng. Ngược lại, nếu như bài này mà người ta cho là muối sắt ba sunfat này dư nè, thì chúng ta sẽ không thu được kim loại, nhớ nhé. Câu C, nào hai này phản ứng với nhau rất là quen thuộc theo quy tắc alpha, ta thu được kim loại bạc. Câu D, cho hỗn hợp này với tỷ lệ mol 1:1 vào trong HCl dư. Chúng ta sẽ có nào, nhớ cho cô nhé, cái thằng Fe3O4 này bạn, khi tham gia phản ứng với HCl nó luôn luôn tạo ra được hai sắt ba cộng. Được chưa? Cái này cô cũng đã giải nhiều trong lý thuyết đếm rồi. Tỷ lệ mol hai này là 1:1 thì mỗi thằng là 1 mol. Và bạn nhớ luôn cho cô là cứ hai sắt ba cộng thì nó phản ứng vừa hết với một đồng. Để theo quy tắc alpha nó ra được hai sắt hai cộng và đồng hai cộng nè. Đó. Thì cho nên là chúng ta có đây nhá, một cái này nó ra được hai mol sắt ba cộng, đúng không? Rồi hai mol này thì nó hòa tan vừa đủ một mol đồng. Thì cho nên là hỗn hợp này cứ tỷ lệ 1:1 là hòa tan vào trong HCl là auto tan hết. Tan hết thì không có kim loại dư cả, không có kim loại nào đây cả. Thì cho nên là trường hợp sai. Ta có 3 trường hợp đúng, đáp án D chưa? Dễ quá đúng không? Ta giải cho cô lý thuyết đếm trước nào. Câu 71, có bao nhiêu phát biểu đúng?
Câu A, trong phân tử ethanol mặt hở không có chứa liên kết bi, là câu này rất sai. Chúng ta sẽ có liên kết bi C nối đôi O trong nhóm chức ấy. Câu này sai nhé. Câu B, thủy phân hoàn toàn saccharose, chúng ta thu được hai loại monosaccharide. Câu này rất đúng. Câu C, ở điều kiện thường alanin là chất rắn dễ tan trong nước. Câu này đúng luôn. Tại vì sao? Đây là tính chất vật lý chung của amino acid. Tụi nó sẽ là chất rắn không màu nha, không màu. Tan tốt trong nước và có vị ngọt. Có nhiệt độ nóng chảy khá là cao. Câu này đúng. Câu D, tơ nylon 66 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Câu này rất đúng. Nó được trùng ngưng từ acid terephthalic. À nhầm, cô đọc nhầm đấy. À, được trùng ngưng từ acid adipic đúng không? Acid adipic. Và cái gì bạn? Và hexametylendiamin. Đúng không? Hexametylendiamin. Thuộc tên cho cô luôn nhé. Rồi câu E nào, đun nóng albumin với dung dịch kiềm dư chúng ta thu được các alpha amino acid. Câu này rất sai, đọc nhớ cho cô nào, trong kiềm thì chúng ta phải thu được là muối natri của các gốc alpha amino acid thì mới đúng. Được chưa nào? Albumin là protein á, protein được cấu tạo từ các gốc amino acid. Được chưa nào? Chúng ta sẽ có bao nhiêu câu đúng nhỉ? 1 2 3, đáp án là câu C. Được chưa? Thì đề này có hai câu lý thuyết đếm thì hoàn toàn không có gì khó cả. Ta còn câu lý thuyết nào nữa không ta? Bên này là bài tập hết rồi, vậy chúng ta giải lý thuyết còn câu này với câu này nữa nè. Câu 73 trước nào, cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỷ lệ mol như sau. Các chất T và R thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là gì? Đầu tiên bạn nhìn cho cô nhé. Đây là một cái câu sơ đồ phản ứng vô cơ. Thì cái này các bạn sẽ được ôn thêm với cô trong cái giai đoạn cuối này trong khóa về đích. Cô sẽ soạn thêm một vài câu để các bạn ôn. Cái này những ngoài những cái câu mà cô đã giải trong các cái đề thực chiến á, thì các bạn cần rèn thêm cho cô trong giai đoạn cuối này nữa nhé. Chúng ta có nào, đầu tiên chất X mà ra Y và CO2 là bạn hình dung cho cô nó là phản ứng nhiệt phân muối carbonat đúng không? Ở đây người ta đang đề cập đến cái thằng đáp án có canxi, cho nên chỗ này ta chắc chắn nó sẽ là muối canxi carbonat luôn. Nhiệt phân ra CO và CO2 được chưa? Rồi đem cái CO này cộng với nước thì chúng ta sẽ thu được là COH 2 lần. Có COH 2 lần thì đó là chất sét các bạn. Đem cái COH 2 lần này đem xuống phản ứng với chất T. Chất T là gì cô chưa biết, nhưng mà nó ra được sản phẩm có 3 chất rồi có nước các bạn. Thì hình dung cho cô nó là kiểu phản ứng gì? Kiểu phản ứng rất quen thuộc, đó là bazơ cộng với một cái muối của gốc axit, gốc hydrocarbonate ấy, gốc H2O3 trừ đấy, chứ không có chạy đâu nữa trơn nha. Thì đáp án ở đây người ta đang đề cập đến muối của natri thì chắc chắn cái này phải là NaHCO3 được chưa? Tụi nó đang phản ứng với nhau theo tỷ lệ mol là 1:1. Thì bạn nhớ cho cô, nguyên tắc của phản ứng này là thứ nhất nó luôn luôn ưu tiên tạo thành kết tủa của cái kim loại này. Luôn luôn có cái kết tủa nhá. Sản phẩm còn lại thì cái gốc natri này nó sẽ vào nó lấy cái OH này. Là lấy cái này, lấy chéo qua lấy này, OH ra NaOH và nước. Đó là kiểu phản ứng theo tỷ lệ 1:1 được chưa? Còn nếu như mà phản ứng theo tỷ lệ 2:1 thì nó sẽ tạo ra cả hai muối trung hòa, tức là lúc này ta sẽ thu được chỗ này là Na2CO3. Và nó chính là cái phản ứng phía dưới này nè các bạn. Phần dưới này các bạn thấy sản phẩm có Na2CO3 đúng không? Và ở đây nó có chất Q và chất R. Cái chất X là đôi rồi đúng không? Vậy chất R phải sẽ là cái này. R là NaOH. Ủa vậy tới đây có đáp án rồi, người ta hỏi chất T và chất R là xong rồi mà. Chất R là NaOH, còn chất T là NaHCO3. Vậy chúng ta sẽ chọn là NaHCO3 và NaOH, đáp án B được chưa? Có đáp án luôn rồi. Cô sửa luôn nốt cái phương trình cuối nhé. Ta có nào, cái chất R là NaOH đúng không? Và chất Q là gì cô chưa biết, nhưng mà nó cộng với 2 NaOH mà ra được cái muối này là có Na2CO3. Chắc chắn cái thằng này phải là gì? Một cái muối của gốc HCO3 các bạn. Và đây chúng ta chọn là kim loại canxi nữa thôi, đúng không? Canxi nữa thôi. Vì sao nó ra được chất X nè? Nó ra được chất X là CaCO3 nè. Và bạn thấy đó là kiểu phản ứng gì? Cũng là muối axit cộng 3 dơ, nhưng mà chúng ta thu được hai muối trung hòa và nước. Đó, các bạn cân bằng chỗ này nè, có hai natri, cân bằng chỗ này hai natri. Thì bạn thấy là phản ứng này là phản ứng theo tỷ lệ 1:2, là ta thu được hai muối trung hòa và nước nhé. Rồi những phản ứng này thì cô tròn ta cũng gặp nhiều rồi đó, chứ không phải là mới gặp lần đầu, cho nên là cô chỉ có muốn nhắc lại lần nữa thôi. Chúng ta qua câu 74. Cho các cái chất xong, số chất tham gia phản ứng thủy phân được trong môi trường axit khi đun nóng. Chúng ta có nào, este thủy phân được đúng không? Chất béo thủy phân, tinh bột thủy phân,
này bếp tiết thủy phân được hết luôn đúng không? Cả bốn chất đều bị thủy phân, cho nên đáp án mình chọn ngay câu C. Câu này nó dễ quá đi rồi. Xong nhá, chúng ta còn mạch này chúng ta còn hai câu, hydrocarbon và câu chất béo. Ta giải câu chất béo luôn nhá. Chất béo là một cái dạng bài toán cô tròn ta đã ôn rất là kỹ. Những bạn nào ở ngoài bay mà các bạn muốn ôn bài toán chất béo 8 cộng thì bạn nhớ vào cho cô trong cái nhóm. Cô đang có một cái nhóm dạy free cho bạn trong 45 ngày cuối chinh phục 8 cộng. Bạn nào còn yếu nè, đúng không? Đang còn yếu, muốn học cho chắc cái phần 8 điểm thì vào trong nhóm đó. Liên nhóm thì các bạn tìm ở trên bay là có, để cho nào kéo xuống tìm là có. Rồi những bạn nào mà có mục tiêu cao hơn 90 điểm thì chắc chắn là các bạn cũng làm gì? Mình cũng cần phải chắc trước cái 8 điểm đúng không? Mình cũng phải học chắc cho cô 8 điểm cái đã rồi mới tính tới cái chuyện là lên 90 điểm được. Cho nên là cũng học cho cô nhé. Trong nhóm đó thì cô cho bạn làm các cái bài test để chinh phục 7 điểm đầu tiên nhiều đấy. Các bạn vào đó làm cho nó quen tay. Mục tiêu là hỗ trợ các bạn để bạn thi tốt trong giai đoạn cuối. Cố gắng nha mấy đứa ơi. Thời gian không còn nhiều. Không có chơi bời gì nữa. Chúng ta giải câu 70 thôi. Triglyceride gọi là chất béo ít được tạo bởi glycerol với ba cái gốc axit như này. Là axit palmitic là C15 đúng không? Này là axit stearic là C17H35. Cái này 31 luôn nè. Và một cái axit y có công thức là C17HI gọi là chưa biết hiro các bạn. Cho 25,66 gram hỗn hợp E này gồm có cả X và Y, có là gồm chất béo X và axit Y chưa biết công thức đúng không? Có tỷ lệ mol tương ứng là 2:3. Tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng. Chúng ta thu được glycerol và cái này hỗn hợp muối, nhiêu gam hỗn hợp muối. Mặt khác đem X mol hỗn hợp E đem phản ứng tối đa với brom thì chúng ta thu được nhiêu gam sản phẩm hữu cơ. Người ta báo tính giá trị của X. Thì các bạn nhìn cho cô nha, cái chỗ mà cái từ cái chỗ mặt khác trở đi á thì các bạn thấy người ta đã sử dụng một cái lượng khác rồi, tức là người ta sử dụng x mol của cái hỗn hợp này. Còn khi tham gia phản ứng ở trên là người ta dùng 25,66 gram. Đó là một cái lượng khác và các bạn xác định cho cô ngay từ cái dữ kiện mặt khác này trở đi á là chúng ta không có sử dụng để chúng ta lập hệ dài ở trên này. Mà đây là cái dữ kiện để chúng ta sử dụng quy tắc tam suất để tính ra kết quả cuối cùng. Đúng không? Cái một lượng khác nhau là bắt đầu chúng ta sử dụng quy tắc tam suất hoặc là giả sử gấp k lần rồi. Bài toán này sẽ là bài toán dùng quy tắc tam suất đúng không? Thì vì khi nào sử dụng quy tắc tam suất, khi nào đặt giả sử gấp k lần thì cô cũng đã ôn rất là kỹ. Vào ở trong cái phần nhóm 45 ngày đó là có cái video ôn chất béo rất kỹ kỹ luôn các bạn. Ôn auto biết khi nào dùng quan tam suất, khi nào dùng quy tắc đường chéo nhé. Học thôi chứ mà lười học thì cô cũng chịu, cô nhắc nhiều lần rồi mấy đứa cũng quên này, cho nên là phải vào tự học được chưa. Bây giờ bài này xử lý như nào? Đọc đề vô cảm thấy nó hơi hoang mang đúng không? Mà bình tĩnh các bạn, vô phòng thi mình cũng như vậy nhé. Đọc một cái đề mình gặp một câu nào đó hơi lạ lạ một chút, mình cũng từ từ bình tĩnh ngẫm nghĩ một chút là ra cách làm thôi. Chúng ta xử lý nào. Dữ kiện này, bài này chúng ta sẽ có ba dữ kiện là một nè, hai nè, ba dữ kiện. Bài toán này là hỗn hợp gồm có cả chất béo và axit béo. Nếu chúng ta đồng đẳng hóa thì chúng ta sẽ có mối ẩn nào. Đồng đẳng hóa chất béo về thành HCO tất cả 3 lần C3H5. Axit béo về cái này đúng không? Rồi tách CH2 và tách H2 ra. Ta có 4 ẩn. Nhưng mà bài này có sợ gì không? Không sợ gì hết, chúng ta sẽ giải được tốt thôi. Tỷ lệ mol của chất béo và cái axit béo này là 2:3. Có nghĩa là thằng này cô đặt là 2A thì thằng này sẽ là 3A, được chưa? Thằng này cô sẽ đặt một cái ẩn như thế nào? Nếu như cô đặt cái ẩn này là B, cái này là C thì cô thấy là cô có 3 ẩn. 3 ẩn thì các bạn nhìn cho cô còn có một cái dữ kiện là khối lượng hỗn hợp với khối lượng muối á, thì cô còn hai số liệu thôi. Thì cô không thể nào giải được cái 3 ẩn này. Để cho nên các bạn phải xác định là mình phải làm sao để nó còn hai ẩn thôi. Vậy bạn phải nhìn cho cô ở đây, bài toán này người ta đã cho biết tên của các gốc axit cấu tạo nên chất béo và axit béo rồi đúng không? Thì bạn hình dung cho cô chất béo bản thân cấu tạo của nó ban đầu nó sẽ có cái cấu tạo như này. Là nó sẽ có một gốc C15H31 nè, một gốc C17H35 nè và một gốc C17HI đúng không? Và số mol của nó là 2 amon thì các bạn có thể biểu diễn được cái mol của CH2 tách ra ở đây theo cái ẩn A đúng chưa nào? Tiếp theo cái axit Y là C17HICOH, chúng ta có số mol của nó là 3 amon thì mình cũng sẽ biểu diễn được cái số mol CH2 tách ra theo cái ẩn A.
Đó, hình dung được chưa? Cho nên chúng ta bắt đầu nào. Cái số CH2 tách ra thì nguyên tắc là ta tách từ cái này các bạn, carbon này nè. Thằng này có 15 carbon đúng không? Thằng này có 17 nhân 2 nè. À, 17 17 là 17 nhân 2 nhé. 49 nhân cho mol này là 2A thì tổng cái CH2 tách ra đây sẽ là 98A mol CH2 tách ra. Tiếp tục thằng này là 17 nhân 3A nữa thì tổng là 51. Bạn sẽ lấy cho cô là 51A mol CH2 tách ra đây. Cộng với ở trên là 98 nữa thì tổng nó là 149 A mol. Để ta biểu diễn được cái ẩn cái mol của CH2 này dựa trên cận A luôn. Được nào? Thằng này cô sẽ đặt ẩn B. Đó. Và bây giờ cô có hai ẩn, quá đủ để giải đúng không? Thứ nhất nào, dựa trên khối lượng hỗn hợp cô có. Cái thằng này có M lớn 176 rất là quen rồi, nhân 2A. Cộng với thằng này M lớn 46 nhân 3A cộng này là 14 nhân 149 A. Cái hero này là âm 2 nhân B thì sẽ bằng là 25,66 gam. À, phương trình số 2 ta lập dựa trên gam muối. Muối này phản ứng với nào H thì bạn xác định nào. Muối của chúng ta nó sẽ chứa muối HCO ná. Đúng không? Cái CH2 này nằm trong muối luôn nè và cái trừ H2 này nằm trong muối luôn. Đó, cái phương pháp này giải là cô đã dạy rất là kỹ nha. Bạn nào chưa được học thì vào video nhóm 45 ngày mà cày. Chúng ta có đây. Cái mol của góc HCO ná này á nó sẽ bằng là 3 nhân 2A là 6A mol đúng chưa? HCO chỗ này nữa là 3A nữa thì cộng tổng vô là bằng sẽ có mol này là 9A mol các bạn. Ok chưa nào? Tiếp theo thằng này vẫn giữ nguyên là 149A, còn thằng này là B. Rồi chúng ta có phương trình dựa trên gam muối ta có nào. Gam này là 68 nhân mol là 9A cộng với này là 149 nhân A. Cái này là âm 2 nhân B thì sẽ bằng là 26,88 gam muối. Rồi, giải A, B là xong. Cô nói rất là kỹ rồi nhé. Video này cô dự định là cô sẽ công chiếu trên bay cho các bạn á. Bình thường là cô chỉ có giải cô up trong nhóm về đích thôi, nhóm VIP thôi, chứ cô không có up bên ngoài. Mà cái video này thì cô dự định là cô sẽ up bên ngoài bay nên là cô dán rất là kỹ á. Chứ trong nhóm VIP các bạn giải quen rồi, nên là nhiều khi cô còn nói nhanh hơn. Bạn nào trong nhóm VIP mà còn yếu thì tự giác ôn cho cô nhé, cô dạy nhiều, cô dạy kỹ lắm rồi. Ui cô khoan, từ từ ngồi nói chuyện xong rồi bấm cái gì tào lao nè, bấm cái gì tào lao mà nó ra cái gì đây nè. Khoan đã các bạn, từ từ stop stop. Gam muối là 26,88 đúng không? Rồi ok cô bấm lại nhé. Cái này là 176 nhân 2A cộng với 46 nhân 3A cộng với 14 nhân 149A. Ui đúng rồi mà. Cái này là trừ 2B bằng 25,66 gram. Cái này là muối là 68 nhân cho 9A đúng không? Này là muối natri đúng không? Natri cái này là 6A mol cộng 3A là 9A mol này nhân 9 cộng với 149 nhân 14. Cái này thiếu nhân 14 rồi đúng không? Nhân 14. Rồi, ok, chúng ta có A bằng 0,01, B bằng 0,05. A bằng 0,01 thì cái này sẽ là 0,02, này 0,03. Còn B bằng 0,05 các bạn. Rồi, xong nhé. Chúng ta có được ẩn AB rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cho cô cái chỗ mặt khác này nè. Lấy X mol hỗn hợp E tác dụng tối đa với Brom. Chúng ta thu được gam sản phẩm hữu cơ thì bạn sẽ thấy mình muốn dùng quy tắc tam suất mình phải dựa trên cái dữ kiện khối lượng sản phẩm hữu cơ này nè. Thì để làm được điều đó chúng ta phải có cho cô cái khối lượng của hỗn hợp này trước. Hỗn hợp này có số mol là nhiêu? Cái này là 149A là 1,49 mol đúng không? Rồi cộng cho cô khối lượng hỗn hợp ra các bạn. Này là nhiêu bạn ơi? Này là 0,02 nhân cho 176 đồng. Cộng này là 46 nhân 0,03 cộng với 14 nhân cho 1,49 cộng. Ở đây là mang âm là âm 2 nhân 0,05. Thì tổng khối lượng của này mà cô bị lát á, cái này khối lượng đề bài cho rồi mà. Cô cứ tính lát nha mấy đứa, cái này đề cho rồi khỏi cần bấm. Nhầm. Thì cái cô cần tính là cần tính cái khối lượng của cái hỗn hợp chất này khi đem hỗn hợp này cho cộng với brom ấy. Thì bạn sẽ có là mol của brom nó sẽ bằng với mol của hiro đó là 0,05. Thì khối lượng của sản phẩm hữu cơ ta thu được khi đem hỗn hợp này cộng với brom sẽ là không cộng với brom là 0,05 nhân 160. Ta ra được 33,66 gam. 37,66 gam. Thì cái này chúng ta sẽ nói là 67,32 ta chia này để ta coi thử là nó gấp bao nhiêu lần.
thì bạn sẽ thấy nó gấp 2 lần các bạn. Nó gấp 2 lần có nghĩa là cái khối lượng sản phẩm hữu cơ này gấp 2 lần thì cái lượng ít mol hỗn hợp này nó cũng sẽ gấp 2 lần trong cái trường hợp này. Vậy ta có hỗn hợp này gồm chất béo là 0,02 cộng với 0,03 là tổng số mol hỗn hợp này nè. Đúng không? Hỗn hợp gồm có chất béo và axit béo là 0,05. Cái này gấp 2 lần lên thì nó sẽ là 0,1. Đáp án là câu D vậy thôi. Được chưa? Rồi như vậy nha. Thì vô phần thi các bạn chỉ cần mình rành rồi thì mình giải câu này nhanh thôi chứ không có gì cả. Lưu ý cho cô, bài này ta dùng quy tắc tam suất. Như vậy được chưa nào? Chúng ta qua dài câu 72 nhé. 72. 72 để chúng ta lấy 8 điểm nào. Đề này chúng ta giải được câu 72 nữa là được 74 câu là 8 điểm rưỡi rồi đấy. Trong belic hỗn hợp X gồm acetylene và hydro đi qua niken tơ độ, bài toán hydro carbon. Câu này quen không? Câu này quen quá đúng không? Ta giải ôn rồi ở trong khóa VIP, khóa bình về đích rồi. Chúng ta đi qua niken tơ độ. Thì chúng ta thu được hỗn hợp Y gồm 3 hydro carbon. Là có 3 hydro carbon của viết tắt là HDC là hydro carbon nhé. Có cái gì bạn? Có cái tỷ khối có mol lớn trung bình là 14 nhân 2 là 28. Và người ta cho biết hỗn hợp Y này nếu như cộng với brom thì lượng brom phản ứng là 0,06 mol. Rồi câu này dễ các bạn, giải nhanh nào. Người ta bảo tính giá trị của V hỗn hợp ban đầu. Cô có nào? Cô đặt ẩn nhé. Mol này cô đặt là A mol, này là cô đặt B mol đi. Đem hỗn hợp này đi qua niken tơ độ là thực hiện phản ứng hydro hóa. Sau phản ứng cô thu được hỗn hợp chỉ có 3 hydro carbon thôi thì cô khẳng định là hydro này đã phản ứng hết. Hydro này hết. Sau phản ứng cô có cái 3 cái mol của 3 hydro carbon này, chúng ta sẽ có là bảo toàn mol hydro carbon á. Thì mol hydro carbon ban đầu sẽ bằng mol hydro carbon sau phản ứng. Cái này A thì 3 mol, 3 cái hydro carbon này nó sẽ có số mol cũng là bằng A luôn nhé. Bảo toàn mol đấy. Rồi chúng ta sẽ giải AB bằng cách thứ nhất là chúng ta sẽ có ngay một cái định luật là bảo toàn khối lượng đúng không? Khối lượng của hỗn hợp ban đầu bằng cái này là M lớn là 26 nhân A cộng cái này là 2 nhân B thì nó sẽ bằng khối lượng của hỗn hợp Y. Khối lượng của Y sẽ bằng M lớn nhân cho số mol là bằng 28 nhân cho số mol của hỗn hợp Y là A mol, đúng chưa? Phương trình số 2 ta sẽ sử dụng đó là bảo toàn liên kết bi, định luật bảo toàn mol liên kết bi. Thì ta sẽ có tổng số mol bi của cái hydro carbon ban đầu á, là thằng này là có 2 bi đúng không? Đây là ankin có 2 bi là 2 nhân A, đây là mol bi ban đầu. Thì nó sẽ bằng mol hydro phản ứng là B mol cộng với mol của brom phản ứng là 0,06. Đây là định luật bảo toàn bi. Đó. Rất là quen nhá. Hồi các em 2K5 thì nhiều khi các em 2K5 còn giải được luôn á, giảng toán này rất quen năm lớp 11. Rồi cô truyền về cái này là ra âm 2. Wow. Rồi này không. Bạn truyền với 28A qua này nhé. Còn âm 2A này 2 bằng 0,06. Ta có là 0,015 và 0,03 quá. Có AB rồi người ta bảo tính giá trị của V hỗn hợp ban đầu. Thì tổng mol hỗn hợp ban đầu sẽ là hai cái này cộng lại là 0,045. 0,045 thì bao nhiêu lít ta? 0,045 nhân 24 1,088 cũng có đáp án à. Ta bảo tính giá trị của V. V lít hỗn hợp X gồm. Ủa? Có gì đó sai sai không? V lít hỗn hợp gồm acetylene và hydro đi qua niken tơ độ, ta thu được hỗn hợp 3 hydro carbon có isohydro là tỷ khối này là 28, M lớn 28. Cô bấm đúng rồi mà. V lý hỗn hợp X gồm CH2 và hydro. Tính giá trị của V. Ủa? Quan hệ đúng chưa? Sao làm cô hoang mang thế? Âm 2 nè, 2B nè, không bằng nè. Vâng, rồi tiếp theo là 2 nè, trừ 1 nè, 0,06 nè. Hình như cô bấm hệ sai á. À, cô bấm hệ sai mới được. Do cô bấm hệ sai mà nó ra số đẹp nữa mới ghê chứ. Đúng không? Cô bấm máy tính sai. Toan nhỉ. Rồi chúng ta có tổng số mol hỗn hợp là 0,12 nhân 2,4 là 2,688 đáp án C. Cô bấm hệ sai mà bấm sai mà vẫn ra cái số đẹp. May chứ mà nếu như vào câu này mà nó có đáp án là 1,088 là cô khoanh rồi đấy. Mà nó không có nên là cô mới kiểm tra lại hệ này. Thôi, nguy hiểm đúng không?
Rồi chúng ta đã lấy được 8 rưỡi rồi, rất dễ. Tính ra đề này dễ đấy các bạn. Chúng ta giải những câu phía sau này, chúng ta có giải câu lý thuyết 76 với đại nào. Đề bài cho tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Người ta hỏi có bao nhiêu phát biểu đúng. Câu thí nghiệm 1, cho 1 ml anilin vào ống nghiệm chứa 1 ml nước cốc, lắc đều rồi để yên. Thí nghiệm 2, cho 0,5 ml anilin vào ống nghiệm có chứa 5 ml HCl, lắc đều rồi để yên. Hỏi phát biểu nào sau đây đúng. Câu A, sau thí nghiệm 2 có xuất hiện kết tủa màu trắng ở đáy ống nghiệm. Đúng không mấy đứa? Thí nghiệm 2 là ta cho anilin vào HCl thì bạn biết rồi, anilin tan tốt trong HCl tạo ra muối là C6H5NH3Cl chứ không có hiện tượng kết tủa nha, câu này sai. Câu B, sau thí nghiệm 2 chất lỏng trong ống nghiệm tạo thành dung dịch đồng nhất. Thí nghiệm 2 chất lỏng tạo thành đồng nhất là đúng, tại vì chúng ta thu được cái muối này là muối tan tốt trong nước, được chưa nào? Câu C, sau thí nghiệm 1 chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp. Thì bạn có nào cho anilin vào nước thì anilin không tan trong nước và nó nặng hơn nước cho nên nó sẽ chìm xuống dưới bạn. Nó tách thành hai lớp là chuẩn đấy, đúng nhá. Câu D, nào thí nghiệm 2 chứng minh anilin có tính axit là sai, nó có tính bazơ bạn. Nó có tính bazơ cho nên nó mới cộng được với axit, đúng không? Và câu E, khi tiến hành thí nghiệm 1 nếu cho mẫu quỳ tím vào ống nghiệm thì quỳ tím sẽ hóa xanh, thì bạn thấy sai luôn tại vì anilin không làm được màu quỳ tím. Vậy chúng ta sẽ có chỉ hai ý đúng là câu B. Được chưa nào? Rồi chúng ta quốc mấy câu bài tập. Bài tập những cái câu này nhìn thì có vẻ cũng chắc cũng bình thường. Không, chú ý nha, cô chú giải mà nhìn có vẻ có vẻ là thấy đề ngắn ngắn nè. Ta giải thử nào, câu 75. Câu 75 bài toán cho nào. M gam hòa tan hết M gam hỗn hợp gồm magie và kẽm trong HNO3 loãng dư. Chúng ta thu được dung dịch ít có khối lượng tăng M gam so với dung dịch HNO3 ban đầu. Ok, cái ý này rất là hay nè các bạn. Cô đem quăng M gam magie và kẽm vào trong HNO3 dư thì hai kim loại này tan hết đúng không? Cô thu được một cái dung dịch ít có khối lượng tăng đúng bằng M gam hỗn hợp kim loại. Thì các bạn xác định cho cô có phải khi cô quăng hai kim loại magie và kẽm này vào trong HNO3 thì hai này tan rồi nó không có cái khí nào bay ra hết trơn á. Nó không có cái thằng nào bay ra cho nên dẫn đến cái khối lượng của cái dung dịch này nó tăng lên chính bằng cái lượng kim loại chúng ta đã cho vào. Mình đều hiểu ý tưởng không? Và cho nên lúc này ta khẳng định cái sản phẩm khử mà ta thu được ở đây phải là amoni NH4NO3. Đúng không? Đây là cái sản phẩm khử, nó sinh ra dạng muối, nó ở trong dung dịch luôn chứ nó không có bị bay mất đi, cho nên dẫn đến cái khối lượng của dung dịch tăng nó chính bằng khối lượng của hai kim loại cho vào. Đó. Rồi vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Người ta bảo tiếp cô càng cẩn thận dung dịch ta thu được 54,5 gam hỗn hợp y gồm các muối khang. Nung toàn bộ y đến khối lượng không đồ chúng ta thu được 16,1 gam hỗn hợp chất rắn sét. Các bạn sẽ có nào, 54,5 gam này nó sẽ bao gồm các cái muối là muối magie nitrat, muối gì đó các bạn, muối kẽm nitrat và muối amoni nitrat đúng không? Cô đem nung á thì các bạn sẽ có gì nào? Cô thu được 16,1 gam này chúng ta sẽ có cái này là magie nitrat nung ra thu được MgO ạ. Kẽm nitrat nung ra thu được ZnO. Còn amoni nitrat thì thằng này khi nhiệt phân nó sẽ tạo thành N2O và nước bay đi mất rồi. Tức là cái thằng này nó sẽ không còn lại trong chất rắn. Chất rắn chúng ta chỉ có hai cái oxit này thôi. Được chưa? Rồi người ta bảo tính giá trị của M gam ban đầu. Bạn hình dung cho cô mình tính như nào ta? Bạn này có vẻ hay hay đấy. Ta được ẩn giải nhờ hay là như nào? Rồi bắt đầu nào, ta có nếu như bài này mà các bạn định dự định đặt ba ẩn là mol magie kẽm và mol của amoni á thì chúng ta không đủ điều kiện giải tại vì chúng ta chỉ có hai con số này để xử lý thôi. Và cho nên chúng ta sẽ đi theo cái hướng đó là cô coi như m kim loại này cô sẽ đặt ẩn một ẩn là hai kim loại này đặt chung cái chữ là m kim loại, được chưa? Một ẩn. Và amoni cô sẽ đặt một ẩn nữa là ẩn A. Đó. Rồi cô có ngay lập tức. Các bạn có cái gì nào? Cái công thức tính m muối hồi vừa mình học là m muối có phải là bằng m kim loại cộng với 62 nhân mol e trao đổi không mấy đứa? Đúng không? Rồi, thế số nhá. Tương đương. M muối là 54,5 bằng m kim loại là cái ẩn chúng ta đã đặt chúng ta giữ nguyên nè. 62 nhân mol e trao đổi, ở đây các mol e trao đổi này chúng ta sẽ tính theo góc amoni. Góc này trao đổi mấy e các bạn? 8e. Thì này trao đổi 8e thì mol e trao đổi sẽ là lấy 8 nhân A. Đúng chưa? Rồi, vậy chúng ta có phương trình số 1. Chúng ta sẽ lập cái phương trình số 2 dựa trên cái gam này. Và các bạn cũng phải làm sao cho nó xuất hiện hai cái ẩn này. Chúng ta có phương trình số 2 nào.
Cô ghi đo nhé, phương trình số 2 cô ghi bên này là M của oxit. M oxit thì cũng rất là quen thuộc rồi, nó sẽ bằng M giấy, M kim loại cộng với M của oxy. Rồi ta tương đương với 16,1 sẽ bằng M kim loại là cái ẩn chúng ta đã đặt. Còn M của oxy người ta nhìn cho cô nào, chúng ta sẽ biểu diễn được bằng cái gì? Bắt buộc là chúng ta phải biểu diễn theo cái ẩn A. Vậy chúng ta xem thử nó có cái liên quan gì đến ẩn A nhé. Bạn nhìn cho cô một cái mối liên hệ như này nè. Từ magie nó qua magie O, đúng không? Kẽm qua kẽm ZNO. Thì chúng ta sẽ có gì nè? Ta sẽ coi như là gì? Rồi nó trao đổi 2E, đúng không? Trao đổi 2E. Tức là từ magie không lên cái sản phẩm cuối cùng là lên magie dương 2 á. Được chưa? Thì nó tăng 2E. Tiếp theo kẽm lên kẽm dương 2 đây tăng 2E. Và ở bên này là amoni của cô từ dương 5, nitơ dương 5 giảm xuống amoni NH4 trao đổi 8E. Đó. Có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ thấy nè, có một cái mối liên hệ mol của amoni này cô đặt là A thì cái này là 8A. Thì tổng mol E trao đổi bên này cũng sẽ là 8A. Thế cô thấy tổng oxy đó là nhiêu? Bạn thấy đúng không? Oxy này là bằng một nửa lần số E mol E trao đổi đúng không đứa? Cái này là 2 kia thì cái này có một oxy, cái này 2E thì có một oxy. Có nghĩa là cô thấy ngay cái mol của oxy bằng một nửa lần mol của electron trao đổi là tổng mol oxy bằng 4A. Được chưa? Rồi vậy cô có oxy là 4A nhân 16. Tuyệt vời ông mặt trời, được chưa nào? Giải thôi. Phương trình số 1 cô có 1M kim loại bằng 62 nhân 8A bằng 54,5. Phương trình số 2 là 1M kim loại bằng 4 nhân 16A bằng 16,1. Chúng ta có M kim loại bằng chàng số lẻ nhờ 10,41. Đáp án có câu D chọn luôn các bạn. Cô kiểm tra lại coi như A. A ra cũng số lẻ luôn. Ồ, số lẻ hơi nguy hiểm ấy chứ. Cô từ cô xem lại coi thử cô có sai chỗ nào không nha. Mặc dù có đáp án nhưng mà số hơi lẻ. Chỗ này là M kim loại cộng 62 nhân mol E trao đổi. Đúng không ta? Cô có thiếu cái gì không? Từ từ nha. Không cô, cô coi cho cô có sai cái gì không, kiểm tra cho số nó lẻ quá. M kim loại cộng M muối là bằng M kim loại cộng với 62 lần mol E trao đổi. Thì cái này là khối lượng của gì bạn? Đó là mới có là khối lượng của muối của hai cái hàng này thôi. À đã cho rồi cô nhầm chỗ này một chút nè. Các bạn ơi, cái này nha, M kim loại cộng với 62 lần mol E trao đổi, cái này nó mới chỉ là muối của kim loại magie nitrat và kẽm nitrat thôi, cô còn thiếu cái khối lượng của muối amoni đúng không? Đúng không? Cái này là cái khối lượng muối chúng ta tính chỉ có cho áp dụng cho muối của kim loại thôi bạn. Cô thiếu mất muối amoni rồi. Cái này trường hợp đặc biệt có muối amoni, M lớn của nó 80 nhân A nữa. Đó, ok ok. Còn phương trình này thì đúng rồi nè, phương trình này là chuẩn rồi. Cái phương trình này thiếu mất. Toàn nha, sắp tí nữa là toàn cộng thêm 80 vô bạn. Giờ ra số đẹp không nhỉ? Rồi chúng ta có số rất là đẹp, đó là 11,3 và 0,075, được chưa? 11,3 đáp án phải là câu B. Để cho nó là sao? Đi vô phòng thi nhá, thấy cái trường hợp này ta bấm sai nó vẫn ra đáp án nè. Câu này là một câu lừa lọc các bạn. Đúng không? Lừa. Cho nên là mình bấm ra số mà nó không đẹp thì phải nghi ngờ một chút là kiểm tra lại cho cô nhé. Chứ không là toan đấy. Thì đó là cũng là một cái ví dụ và một cái trường hợp mà ta bấm ra số lẻ thì ta phải có một cái gì? À, một cái linh tính là nó sai sai rồi ta phải kiểm tra, được chưa? Rồi và các bạn lưu ý cho cô cái chỗ tính muối nha. Lưu ý là có muối amoni là phải cộng thêm muối amoni vào. Rồi câu này khá là hay đấy. Chúng ta qua 4 câu cuối. 4 câu cuối ta có một câu ST vận dụng cao dài sau nè. Câu toán điện phân, câu này chắc là vô cơ vận dụng cao và câu toán này. Để cô sẽ ra toán điện phân trước nhé. Toán điện phân thường là câu dễ. Giải câu 78 các bạn. 78. Đề này cũng được đấy, lừa lọc nhiều ấy, đúng không? Câu này chúng ta có tiến hành điện phân dung dịch ít có chứa M gam hỗn hợp gồm KCl và đồng sunfat với điện cực trơ mà ngăn xốp trong cường độ dòng điện không đổi trong thời gian T, do chúng ta thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí ít có tỷ khối sau hydro là 25,75. Chúng ta chưa biết hỗn hợp khí này chứa cái gì đúng không? Bây giờ ta cho bột nhôm dư vào trong dung dịch Y là dung dịch siêu phản ứng. Dung dịch này chúng ta cũng chưa biết nó có cái gì hết, nhưng mà người ta nói là phản ứng và thoát ra 0,06 mol khí. Thì khí này sẽ là khí hydro đúng chưa? Số mol của nhôm để bài cho là bao nhiêu? 1,62 chia 27. Ta có mol nhôm là 0,06 ạ.
Biết các phần xảy ra hoàn toàn hiệu suất 100% tính giá trị của M. Rồi chúng ta có nào. Thứ nhất là chỗ này các bạn thấy có một cái điều hay ho nè. Các bạn có nha, nếu như mà nhôm nó vào cái dung dịch Y á, cái dung dịch Y này cô chưa biết là nó có OH trừ dư hay là có H cộng dư, được không? Nhưng mà cô chắc chắn một điều là khi mà nhôm phản ứng với OH trừ hay là phản ứng với H cộng thì nó đều tạo ra 3/2 hydro. Cái này các bạn biết rồi đúng chưa? Thì mol của nhôm đã đề bài cho là 0,06 á, thì mol của hydro chúng ta thu được ở đây phải là 0,09 thì nó mới đúng. Nhưng mà đề bài này người ta cho là số mol hydro thu được có 0,06 thôi. Thì lúc đó các bạn suy ra được điều gì? Lúc này á, nó khác với 0,06, cho nên ta suy ra cái dung dịch Y này nó phải có một cái chất nào đó mà nó phản ứng với nhôm nữa. Và ở đây chỉ có thể là gì bằng? Chỉ có thể là có CO2 cộng còn dư. Đúng chưa? Và lúc này các bạn hình dung cho cô nhé, quá trình phản ứng nó không phải xảy ra như này, mà đầu tiên á là nhôm của chúng ta nó sẽ cộng với CO trước, CO2 cộng trước. Tại vì sao? Tại vì trong dạy điện hóa thì chúng ta sẽ có vị trí là H cộng đứng đây rồi CO đứng ở đây. Thì nhôm nó ưu tiên phản ứng với đồng 2 cộng trước nha các bạn. Đó, chúng ta thu được là nhôm 3 cộng cộng với CO. Cân bằng nào? Này là 3, này 2, 2, này 3 đúng không? Rồi sau đó nhôm nó mới tiếp tục phản ứng với một cái ion gì đó, ion gì? Thì giờ chỉ có thể là H cộng thôi. Tại vì mình khẳng định là CO2 cộng còn dư thì ở tại cathode nó chưa có nước bị điện phân và chúng ta không thể nào có OH trừ trong trường hợp này được. Thì chỉ có thể là có H cộng, thu được 3/2 hydro, được chưa? Rồi số mol hydro là 0,06 thì mol nhôm phản ứng đây là 0,02. Tổng mol nhôm là 0,06 thì còn lại đây là 0,02 đúng không? À nhầm, cô nói nhầm đấy. Này là 0,06 thì này là 0,04 chứ. Cô cứ bị liệu, cô nói nhầm số mol. Cô nghĩ một đành mà cô ghi một nẻo đấy. Tổng mol nhôm là 0,06 thì này mới còn lại 0,02 nè. Thì mol đồng còn dư, đồng 2 cộng còn dư đây sẽ là 0,02 nhân 3 là 0,03 chia 2 nhân này là 0,03, được chưa? Rồi, ok, vậy chúng ta quay lại toán điện phân. Toán điện phân thì ta khẳng định lúc này tại cathode chỉ có đồng 2 cộng bị điện phân tạo thành đồng, đúng không? Còn anode thì có clo điện phân tạo thành khí clo rồi nè. Rồi, tiếp theo là gì? Nước bị điện phân, đúng không? Để tạo thành gì? 4H cộng và oxy. Được chưa nào? Lúc này chúng ta có cái gì bằng? Ta đã có mol H cộng. Mol H cộng ở đây nè. Mol H cộng mà dùng để phản ứng với nhôm, chúng ta cân bằng nào? Cân bằng được không? Chỗ này nhìn cho cô có mấy hydro? Có 3H cộng, đúng không? Có 3 hydro này. 3 hydro thì phải 3H cộng. Thì số mol của nó sẽ là nhiêu? Tính được không? Lấy 0,04 nhân 3 lên là 0,12 mol H cộng. Được không? Nhắm nhanh như vậy được không? Cô khỏi viết phương trình phân tử á. Thật ra các bạn viết phương trình phân tử á, được, nhưng mà ta viết phương trình ion như vậy để cô viết cụ thể ra nào. Đây, phản ứng với 3H cộng tạo ra nhôm 3 cộng cộng 3/2 hydro. Đó, phương trình nó xảy ra như này. Được chưa? Cái này là cô cân bằng nhanh đấy. Bạn nào mà không cân bằng nhanh được giống cô thì viết hết phương trình ra, viết phương trình ion như này ra cân bằng thôi. Được không nào? Thì mol nhôm là 0,04 thì này gấp 3 lên là 0,12. Thì oxy sẽ là 0,03 đúng không? Cái này sẽ là 0,12. Tiếp theo chúng ta đọc đề, người ta cho là thu được hỗn hợp hai khí có tỷ khối. Thu được hỗn hợp khí có tỷ khối, cái này các bạn sẽ dựa trên dữ kiện này để các bạn giải được số mol của clo. Đúng không? Khí còn lại là khí clo, và ta đặt cho nó là x mol. Đặt nó x mol thì chúng ta sẽ có nào, lập cho cô dựa trên cái M lớn trung bình. M lớn trung bình thì chúng ta sẽ có nào, khối lượng của hỗn hợp dùng công thức là M hỗn hợp sẽ bằng số mol hỗn hợp nhân cho M lớn hỗn hợp, đúng không? Ta có tương đương. Cái M của hỗn hợp sẽ bằng M của clo là 71 nhân x cộng với oxy là 32 nhân 0,03, đây là khối lượng của hỗn hợp tính theo cái cách là lấy hai khí này cộng lại. Nó sẽ bằng số mol của hỗn hợp, số mol hỗn hợp lúc này là bằng hai khí này cộng lại là 0,03 cộng x. Tất cả nhân cho M lớn của hỗn hợp này là 25,75 nhân 2 lên, đúng không? Tỷ khối sau hydro ta nhân 2 lên. Đó, nhân cho M lớn của hỗn hợp. Thì ta bấm ra cho cô giá trị x bằng cách là nhập phương trình xếp so, hoặc là bấm bình thường thôi cũng được. Được nào, cô bấm nhanh nhé. Rồi, cái này là cô bấm máy tính đó. Theo cái cách mà cô nhắm, các bạn không nhắm quen thì các bạn sẽ tự bấm xíp xo cho cô nhé.
ta ra được x bằng 0,03 các bạn. Bấm máy tính ta có ngay x bằng 0,03. Và nếu không bấm giống cô được thì bấm shift so nha. Thì ta suy ra được Borel trao đổi này là 0,06. Tổng Borel trao đổi sẽ là nhiêu? 0,18. Thì đồng phản ứng này là 0,09. Rồi tuyệt vời, ông mặt trời người ta bảo tính giá trị của M, M gam hỗn hợp này chúng ta có. Tính theo clo trừ thì mol của KCl sẽ là 0,06. Tính theo mol đồng thì đồng ban đầu chỗ này là 0,09 cộng với đồng dư nữa các bạn. Là tổng là đồng sẽ là 0,12 đúng chưa? Rồi ta cộng cho cô nè. KCl là 0,06 nhân 74,5 cộng với đồng sunfat là 0,12 nhân 160. Ta ra được là 23,67 gam, đáp án B, được chưa? Rồi ok, tuyệt vời. Chúng ta còn 3 câu. Giải câu 79 luôn nè. Bây giờ toán vô cơ mấy đứa đã ổn chưa? Toán vô cơ. Hữu cơ thì cô Trần ta đã ôn rất là kỹ trong cái khóa về đích rồi đó. Bài toán vô cơ thì hiện tại cô Trần ta cũng đã ôn rất là kỹ các bài toán liên quan đến trương kim loại kiềm, kiềm thố, vân vân, những bài toán cơ bản nữa đều ôn kỹ rồi. Chỉ có một số cái dạng toán như là liên quan đến kiềm trường hợp kim loại phản ứng với muối nè, hoặc là bài toán gì bằng toán điện phân là ta cũng ôn rồi nha. Ở trong khóa nâng cao cùng vậy rất là kỹ rồi. Toán kim loại phản ứng với muối hoặc là hỗn hợp gồm có muối sunfua, hoặc là bài toán hỗn hợp oxit liên quan đến oxit kim loại này kia thì ta còn chưa có ôn kỹ. Cho nên là trong cái giai đoạn 40 ngày cuối này á, thì cô sẽ soạn thêm cái phần đó để ôn tiếp cho bạn nha. Ví dụ đây cũng là một cái câu kiểu dạng đó các bạn. Cho kim loại và phản ứng với muối thu được sản phẩm rồi còn cho phản ứng với H2S4. Kiểu bài toán này thì cô thấy nó đang phổ biến này. Thì chúng ta làm thôi, cứ bình tĩnh ta làm rồi ta sẽ quen thôi bạn. Quốc cho cô câu 79 nhé. Câu 79 để mà các bạn làm dễ dàng thì các bạn nên tóm tắt đề. Cô sẽ tóm tắt cho các bạn câu 79 nào. Các bạn đợi cô một xíu nhé, cô uống miếng nước này cho cô khô, khát nước quá. Rồi chúng ta có 13,2 gam hỗn hợp kim loại gồm sắt và magie vào phản ứng với hỗn hợp gồm bạc nitrat và đồng nitrat. Chúng ta thu được chất rắn y và dung dịch Z. Rắn y có gì cô chưa biết, dung dịch Z có gì cô cũng chưa biết luôn đúng không? Hòa tan hết y vào trong H2SO4 đặc. Rắn y có cái gì đó đem cho vào phản ứng với H2SO4 đặc, cô thu được khí SO2 có số mol là 0,375. Là sản phẩm khử duy nhất. Ta thu được dung dịch Z có cái gì đó cô cũng chưa biết, mà đem Z này phản ứng với NaOH thì cô thu được chất rắn là kết tủa hydroxit đúng không? Đem nung cái kết tủa này trong không khí đến khối lượng không đổi, cô thu được có là cô ghi cái sản phẩm cuối cùng luôn nha, là 16 gam chất hỗn hợp chất rắn chỉ gồm 2 oxit kim loại. Biết các phần xảy ra hoàn toàn phần trăm khối lượng của sắt trong hỗn hợp ban đầu. Rồi bây giờ để làm được bài này các bạn thì mình phải hiểu cho cô là mình phải hiểu cái đề nó nói cái gì, mình phải phân tích được cái đề là rắn này gồm gì, dung dịch Z này gồm cái gì các kiểu thì mình mới làm được nhé. Và để làm được thì chắc chắn là chúng ta phải dựa trên lý thuyết thôi, trên lý thuyết rất là quan trọng. Thứ nhất nào, đó là kiểu bài toán cho kim loại vào phản ứng với dung dịch muối đúng chưa? Rồi bây giờ mình sẽ thấy là magie là kim loại mạnh hơn thì nó sẽ ưu tiên phản ứng trước. Magie phản ứng hết rồi thì mới tới lượt sắt đúng chưa nào? Và cho nên là dung dịch Z này của cô khẳng định là ban đầu tiên là magie phản ứng trước thì nó sẽ phải thuộc có muối của magie 2 cộng là magie nitrat ấy. Rồi bây giờ cái dung dịch Z này cộng với NaOH thu được kết tủa nung mà chúng ta thu được hai cái oxit kim loại. Thì oxit kim loại này chắc chắn lần đầu tiên là nó phải có MgO đúng không? Oxit kim loại thứ hai, để có cái oxit thứ hai thì cái dung dịch này nó phải có một cái muối thứ hai nữa. Mà muối thứ hai này chỉ có thể là muối của kim loại mạnh nhì là sắt thôi đúng không? Đúng không? Cái dung dịch muối thì ta sẽ xếp cho cô các cái gốc muối này dựa trên cái từ kim loại mạnh trở đi yếu dần. Cái này lý thuyết rồi nha, cô không nói nhiều nữa. Cho nên đầu chắc chắn là mình phải có muối sắt 2 nitrat ở đây. Và ở đây chúng ta sẽ có kết tủa FeOH 2 lần và nung nóng ta thu được kết tủa cái nhầm chất rắn ở đây là Fe2O3. Đó, câu này dễ chưa? Xong rồi nha. Bây giờ cô sẽ khẳng định chất rắn y gồm cái gì? Thứ nhất, magie thì nó sẽ đổi bạc ra cái này đó, đổi bạc ra, đổi đồng ra đúng không?
Rồi, và cái mà chúng ta đang thắc mắc là sách ở đây nó có phản ứng hết, nó nằm vô đây không? Hay là nó vẫn còn dư? Thì câu trả lời là auto phải có sách dư vào. Chứ không có sách dư thì bài này nó dễ quá đi rồi. Nó dễ quá đến nỗi mà chúng ta không cần phải sử dụng cái dữ kiện này. Ví dụ nhé, nếu như sách phản ứng hết thì bạn hình dung cho cô đặt ẩn ở đây là A, ẩn này B. Rồi ma dê qua đây A, sách qua đây A chi, B chia 2. Cái ta lập hệ chỗ này, cái ta giải được xong rồi. Chứ cần gì phải rùm rà cái chỗ phản ứng với H2S4 nữa, các bạn hiểu không? Cho nên bên này chắc chắn kiểu cái bài toán này nó phải có sách dư đây. Ta kiểu này chúng ta gẹp hoài luôn rồi, ta gẹp hoài luôn, ta nhớ luôn cho cô nhé. Kiểu này làm gì làm chứ phải có cái thằng sách còn dư một phần ở đây, được chưa? Đó, ta làm nhiều ta rút kinh nghiệm vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giải các bạn. Đặt ẩn giải thôi. Chúng ta có sách nào? Người ta bảo tính khối lượng của hỗn hợp. À, phần trăm khối lượng của sách, có là cô cần phải có số mol của sách và ma dê đây. Cô đặt ẩn thôi, này A. Đúng không? Đây là A thì ma dê này qua là A. Bây giờ cô sẽ đặt cái lượng sách phản ứng với sách dư nó riêng nhé. Sách dư đây cô đặt là ẩn B. Được chưa? Còn sách phản ứng, sách phản ứng với muối thì nó sẽ nhảy vô trong muối chỗ này đúng không mấy đứa? Là nó sẽ là ẩn C mol. Được chưa nào? Ma dê này là A. Để cô có 3 ẩn. Còn sách ban đầu sẽ là tổng gì? Tổng sách dư cộng sách phản ứng là B cộng C thôi. Ok chưa? Rồi. Bảo toàn sách nào? Sách cái này nó sẽ nhảy vô trong cái kết tủa nhầm trong cái chất rắn này là C mol thì này là C chia 2. Được chưa? Các bạn thấy ngay là cô lập được hai phương trình rồi đó. Phương trình thứ nhất là dựa trên khối lượng này là 3D là 24A cộng sách là 56 nhân B cộng C bằng 13,2. Phương trình số 2 dựa trên cái chất rắn này là MgO là 40 nhân A cộng với 160 nhân C chia 2 thì bằng 16 gam. Rất dễ đúng không? Bây giờ cái phương trình số 3 chắc chắn chúng ta sẽ lập dựa trên mol của SO2. Thì dữ kiện này chúng ta sẽ sử dụng như nào? Bạn nhìn cho cô nhé. Cô đem 3 kim loại này vào trong H2SO4 đặc. Thì cả 3 kim loại này đều có cái phản ứng với H2SO4 đặc và tụi nó sẽ đều tăng số oxy hóa. Cụ thể là bạc của cô tăng lên thành bạc cộng đúng không? Đồng tăng lên đồng, đồng 2 cộng và sắt của cô tăng lên sắt 3 cộng. Được chưa? Và các bạn nhìn cho cô nào, nếu như mà cô để im cái hỗn hợp này để cô giải á, thì vô tình có phải nó sẽ đụng tới thành bạc và đồng. Mắc công chúng ta phải đặt ẩn của hai này nữa. Mệt là ta giải không ra. Cho nên là bạn nhìn cho cô kiểu bài toán này ta sẽ giải theo kiểu. Nhìn tổng quát cái sơ đồ tóm tắt thì ta thấy nó thuộc kiểu bài toán có hai quá trình oxy hóa khử liên tiếp. Quá trình số 1 là đem cho kim loại này vào trong phản ứng với muối. Đây là quá trình oxy hóa khử lần 1. Chúng ta thu được sản phẩm là gồm các chất rắn này, đem chất rắn này vào quanh vào phản ứng với H2S4 là quá trình oxy hóa khử lần số 2. Cô sẽ gộp hai quá trình này lại thành một. Cô xem nào. Cô xem coi như là gì bạn. Đây các bạn nhìn cho cô nhé. Trong cả quá trình này nè, có phải ban đầu bạc của cô là bạc cộng đúng không? Thì cuối cùng nó là bạc cộng. Nó là nguyên tố không thay đổi số oxy hóa. Đồng ban đầu là đồng 2 cộng. Ở đây cũng là đồng 2 cộng. Nó không thay đổi số oxy hóa. Cho nên chúng ta sẽ không quan tâm bạc và đồng. Và chúng ta quan tâm thành nào? Chúng ta quan tâm thành thay đổi số oxy hóa thôi. Thứ nhất nào, ma dê của cô tăng mấy e? Tăng từ 0 lên 2 cộng là 2 e đúng không? Tiếp theo sách của cô á, thì bạn nhớ nha, ở đó chị sách của cô nó như nào, nó sẽ phân ra hai loại nào. Thứ nhất là có một lượng sách là tăng lên sách 2 cộng ở đây và một lượng sách tăng lên sách 3 cộng, là đó nè, sách dư này nó sẽ tăng lên sách 3 cộng đó. Sách nó chia ra hai loại, một lượng tăng lên 2 và một lượng tăng lên 3. Vậy cô có nhá, thằng này tăng lên 2 là C mol nào, là 2 C mol, còn cái thằng mà tăng lên 3 là cái thằng B mol này là 3 B mol. Được chưa? Đó. Chứ không phải trong cả quá trình này xét đều tăng lên xét 3 nha mấy đứa. Cô chỉ xét tới cái giai đoạn này thôi nha, chứ đừng bày mấy đứa xét tới cái chỗ này là mấy đứa sai á. Chỉ xét đến cái giai đoạn là quanh vô muối và quanh vô H2S4 thôi nhá. Chứ cô không có xét tới cái giai đoạn mà cộng tiếp vô nào H rồi nung nóng cái này nữa là mình không có xài được đâu. Mình chỉ xài là hai quá trình oxy hóa khử liên tiếp thôi. Là quá trình thứ nhất là cộng với muối á, thì xét của cô lên xét 2 cộng ở đây nè. Rồi tiếp theo quanh vô trong H2S4 đặc thì lượng sắt dư này tăng lên sắt 3 cộng, đúng không? Đó là hai cái nguyên tố thay hai cái thằng này nó thay đổi số oxy hóa khác nhau một chút. Một thằng tăng lên 2, thằng tăng lên 3. Hiểu ý tưởng chưa? Rồi thằng giảm trong cả quá trình này là lưu huỳnh, và lưu huỳnh từ này dương 6 giảm xuống 2 electron là 2 lần 0,375. Nhá, câu này thì cô nhớ là trong nhóm về đích cũng đã sướng vài câu rồi đó. Một hai câu gì đó rồi, nhưng mà giờ mình làm lại thôi. Không biết mấy đứa có nhớ hay không, trong đề mình thực chiến á, đề thực chiến
bấm máy giải thể thôi bạn. Rồi số rất là đẹp, A là 0,2 nè, B là 0,05 và C bằng 0,1. B là 0,05 và C bằng 0,1. Vậy chúng ta có tính phần trăm khối lượng của sách. Tổng số mol sách là 0,15 các bạn. Là 0,15 nhân 56 nhân 100 chia cho 13,2, chúng ta ra được 63,63%, gần với 63,64, đáp án B nhé. Được chưa? Để câu này như vậy, chúng ta hiểu rõ cái đề bài nó nói như nào, chúng ta phân tích được thì ta sẽ đặt ẩn giải được thôi. Không có cái gì khó cả, đúng không? Rồi. Như vậy nhé. Có ai thắc mắc gì thì khi các bạn xem cái video này đúng không? Các bạn thắc mắc thì bạn nhắn tin và hỏi cô thôi. Mà nếu như mà các bạn trước khi hỏi cô thì nên nhớ là mình nên tua, mình xem một lần mình không hiểu mình tua lại mình xem lần nữa thì mình sẽ hiểu. Ok không? Và những câu này nha, các bạn nên làm đi làm lại cho cô. Các bạn giai đoạn này mình không cần phải giải quá nhiều đề đâu, đừng có chạy theo mà mình phải giải 100 đề, mình phải giải 80 đề gì đó. Mà mình giải cho cô tầm 20, 30, 50 đề là nhiều rồi. Là nhiều đó là ngán rồi đó. Mà trong những cái đề mình giải sao cho nó thật là cặn kẽ, mình giải đi giải lại cho nó nhuần nhuyễn thì nó rất là có ý nghĩa. Được chưa? Đừng có ham giải nhiều đề, mỗi đề các bạn giải một cách hời hợt, bạn không có rút ra được kinh nghiệm, các bạn không có giải đi giải lại thì nó cũng không có ý nghĩa bằng cái việc các bạn giải một đề, hai đề. Các bạn giải đề nào các bạn chắc đề đó thì nó rất là ok nhé. Được chưa? Chúng ta còn hai câu cuối. Đề này giải nhanh quá, nó dễ quá mà, đúng không? So với các đề thực chiến của mình thì nó dễ quá. Chúng ta còn hai câu thôi bạn, câu 80. Đề này sớm Nghệ An, mà cô nghĩ là bạn nào mà trong nhóm VIP thì đi thi đề này giải ngon lành cành đàn. Có chăng là mấy đứa làm không kịp đề, làm không kịp thời gian ấy, chứ còn mấy câu này quá quen, quá dễ. Ta giải câu 80 nha. Hỗn hợp A là những chất khí ở điều kiện thường, gồm hydrocarbon X và hai amin Y và Z. Bài toán này là bài toán hỗn hợp gồm hydrocarbon và amin các bạn. Các amin đều no đơn trước mặt hở, ok. Đốt cháy hoàn toàn A thì chúng ta cần nhiêu đai oxy, thu được nhiêu đai nước và nhiêu đai nitơ. Rồi bài toán này các bạn, ta giải như thế nào đây? Hydrocarbon X này cô chưa biết nó thuộc loại hydrocarbon nào cả. Bài toán này chúng ta có thể đồng đánh hóa hoặc là thủy phân hóa để giải. Đồng đánh hóa hoặc là quy đổi để giải đều được. Chúng ta nên dùng cách nào nhỉ? Nếu như đồng đánh hóa thì cô có máy ẩn. Đồng đánh hóa thì cô sẽ đưa về thành gì? Amin là cô đưa về thành metinamin nè, đúng không? Rồi hydrocarbon thì cô chưa biết thì cô đưa về CH4 đi. Rồi cô tách H2 ra. Nhưng cái này các bạn hãy nên dùng cho cô là tại vì cô chưa biết nó thuộc loại hydrocarbon nào. Tức là cô chưa biết nó là alkan, alken hay alkin hay gì cả. Mà các bạn nếu như mà các bạn giải trường hợp nó vẫn được, giải trường hợp cái là đầu tiên chúng ta sẽ đưa nó về như này, ta tách CH2 nữa. Tách CH2 chứ không phải tách hydro, cô ghi nhầm nhé. Thì bạn sẽ giải nó hơi bị nhiều trường hợp đúng không? Mình giải trường hợp alkan rồi qua alken rồi alkin. Lỡ như nó không phải ba hydrocarbon này các bạn, nguy hiểm lắm, tại vì hydrocarbon này người ta nói như vậy thôi chứ nó cũng có thể rơi vào những cái trường hợp có nhiều số bi hơn. Thì vô tình mình sẽ giải nó hơi bị nhiều trường hợp, hơi mệt một chút đúng không? Nhưng mà vẫn ra nha, vẫn ra có là bạn chịu khó giải trường hợp cho cô thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta quy đổi thì chúng ta có đỡ trường hợp hơn hay không nha, xem thử nào. Quy đổi thì bạn sẽ có amin là rút về thành CH2 và NH3 nè. Còn hydrocarbon này thì chúng ta cũng sẽ tách về thành CH2 và H2. Có là nếu như chúng ta quy đổi chúng ta đưa về ba ẩn này. Rồi chúng ta giải quy đổi nha, giải quy đổi cho nó đỡ trường hợp thôi. Chúng ta có ngay bảo toàn nitơ thì này là 0,03, này là 0,03. Rồi tiếp theo chúng ta còn ẩn oxy và mol nước, người ta đặt này là AB, người ta giải hệ thôi. Cô bảo toàn E là phương trình 1 dựa trên mol của oxy của bảo toàn E cô có nè. Thằng này là trao đổi 6 E là 6 nhân A cộng với thằng này nitơ trao đổi 0 E nha mấy đứa. Này là trao đổi hydro, chỉ có hydro trao đổi electron, trao đổi 3 E là 3 nhân 0,03 nè. Cộng với này trao đổi 2 E là 2 nhân B thì nó sẽ bằng là nhiêu? Mol của oxy là 4 nhân 0,345. Vậy nào. Và cuối cùng dựa trên mol nước chúng ta bảo toàn hydro ta có. Thằng này là 2 A cộng này là 3 nhân nhiêu? Nhân 0,03 cộng này là 2 nhân B thì bằng 2 lần mol nước, đúng chưa?
Rồi, giá cho cô giá trị nào. 6 bằng 2 bằng 4 nhân 0,345 trừ 0,09. 2 bằng 2 bằng 0,16 nhân 2 trừ 0,09 các bạn. Nó ra được là 0,265 và âm 0,15. Chính xác nha. Đúng không ta? Số cũng không có đẹp lắm. 6 nào 2 nào. Này là 4 nhân 0,345 trừ 0,09. Này 0,23 đúng rồi. Ok. Rồi thì chúng ta bấm đúng rồi đó. Có AB các bạn. Sau khi có AB thì chúng ta nhìn cho cô nào. Cái giá trị mol hydro nó ra âm là một cái chuyện rất bình thường. Âm thì nó có nghĩa là nó là thuộc loại hydro carbon gì bạn. Hydro carbon không đo thôi. Được chưa? Và chúng ta xác định nào. Nếu nhà cô nói kỹ hơn nào, nếu như mà hydro này số mol hydro ra dương á thì nó là alkan. Nếu như mol hydro bằng 0 thì nó là alken. Đây là nguyên tắc quy đồ chúng ta đã học rồi. Cái này là âm thì nó sẽ bắt đầu xuất phát từ alkin trở đi, có là alkin là có 2 bi trở đi các bạn. Được chưa? Vậy thì cô sẽ có nào, đầu tiên cô giải trường hợp nó là alkin trước nhé, xem thử nó đúng không. Nếu như nó là alkin thì nó sẽ có 2 bi các bạn, nó có 2 bi. Có nghĩa là khi chúng ta tách thì chúng ta sẽ tách ra được 1H đúng không? Là từ cái hydrocarbon X này nào, X nó sẽ tách ra được 1H. Đó, tách ra được 1H. Thì mol của cái X này nó sẽ bằng với mol của hydro luôn các bạn, là 0,15. Mol X là 0,15. Đúng chưa? Đó, cô nói kỹ luôn nhé. Mol của cái alkin này là 0,15. Rồi. Chúng ta có nó là 0,15. Rồi tiếp theo cái gì nữa đây? Chúng ta đang cần tìm là tổng khối lượng của hai cái amin trong hỗn hợp này. Chúng ta cần đi ghép chất đó bạn. Đoạn này là chúng ta sẽ làm cái việc là ghép chất nha. Ghép chất. Suy luận ghép chất để tìm công thức. Mol của cái amin này, của cái alkin này là 0,15. Thì các bạn hình dung cho cô nào, alkin á thì bạn sẽ có cái tối thiểu là có hai carbon đúng không? Tối thiểu nó phải có hai carbon. Cô chưa biết là nó có phải thành thành này không, nhưng mà nó tối thiểu bạn, nó có tối thiểu là phải hai carbon là thành acetylen. Mol của alkin này là 0,15 thì bạn thấy ngay nó vô lý, cái trường hợp này nó vô lý là sai. Vì sao? Các bạn tính cho cô cái số mol carbon của cái alkin này sẽ là 0,15 nhân 2 lên là mol của carbon này đã là 0,3 rồi. Trong khi mol carbon chúng ta nhìn cho cô là carbon đây là bằng với mol của CH2 là chúng ta chỉ có 0,265 thôi. Mà ta có là cái trường hợp alkin đơn giản nhất là nó đã tới tận 0,3 mol carbon rồi, vô lý. Nên trường hợp này vô lý là loại. Đó, cái là trường hợp đầu tiên cô thử nó là alkin thì loại rồi. Vậy thì cô sẽ thử qua trường hợp tiếp theo. Trường hợp tiếp theo là nó có 3 bi. Thì hydrocarbon có 3 bi thì nó không có cái tên gọi cụ thể là an gì hết nhá. 3 bi thì bạn hình dung cho cô nó sẽ tách ra được mấy hydro mấy đứa. Cứ thêm 1 bi là nó tách thêm 1 hydro thôi. Nguyên tắc cứ thêm 1 bi thì nó tách ra thêm 1 H2. Vậy thằng này có 3 bi thì nó tách 2 H2. Hiểu ý tưởng không? Đó. 2 bi tách 1 H2 thì 3 bi sẽ tách 2 H2. Được chưa nào? Cái này có ai thắc mắc gì không ta? Đây nào, có 1 bi nha. Có 1 bi là không tách hydro, là tách mất 1 H ấy, là nó ra thành là gì bạn? Là cái cái con gì mới bay qua nè. Con gì mới bay qua ta thoại cô thấy ta. Đây là cô nói kỹ hơn nè, nếu như là alkan nha, alkan là CnH2N cộng 2 á, thì nó sẽ có dương, tách ra được dương 1H2. Nếu là alken, con gì nó mới bay qua, thì nó tách ra được 0H2 các bạn, có là không tách được H2 nè. Tiếp theo tăng lên là alkin là CnH2 được N trừ 2 thì nó tách được ra là trừ H2. Còn nếu như bây giờ bạn tăng lên một cái chất nữa là có 3 bi á, cái con gì ta? Mình đưa thấy con đó nó bay qua không? Con gì mà cô không có thấy, cô chỉ thấy nó cái bóng nó bay qua thôi. Thôi đừng để ý đó nhá, thôi tập trung vô bài học thôi. Con gì nữa, cô mới thấy nó bay nữa này. Thôi kệ nó, không tập trung, tập trung. Thằng này có 3 bi thì tăng lên, các bạn sẽ hiểu là tăng thêm 1 bi nó tách thêm 2H ra thôi. Hiểu không? Nguyên tắc là như vậy. Ok em nào. Số mol của thằng H này là bây giờ bao nhiêu? Bây giờ là 0,15 đấy. 0,15 đấy. Cái này lúc này nó sẽ là 0,075 đúng không? Cái mol của cái hydrocarbon X này nó sẽ là 0,075. À, cô ghi X chỗ này mới đúng chứ. 0,075.
Thế bây giờ một thành mà có 3 bi trong phân tử ấy, bạn hình dung cho cô nó phải là thành như thế này nè. Tối thiểu nó phải có 4 carbon ạ. Đây, nó là như này. Thành này vinyl CA vinyl acetylene đúng không? Để nó có được 3 bi 1 2 3 bi nè thì nó phải có tối thiểu 4 carbon các bạn ơi. Bạn không có một cái chất nào mà có thể có 3C được. Ví dụ bạn vẽ 3C nè, 3C đúng không? Để nó có 3 bi, nếu bạn vẽ trường hợp 3C thì gặp cái carbon ở giữa này nó bị hóa trị 5 mất nè, cho nên nó sai. Đó, bài này hiểu càng kẽ cho cô nhé, trường hợp này không xuất hiện được. Nó chỉ có thể là 4C. Mol của nó bây giờ là ta có nào, mol của X lúc này là 0,075. Thì bạn cũng thử cho cô mol của carbon bằng nhiêu nào. Lấy 0,075 nhân 4 lên thì nó vẫn là 0,3, lớn hơn cái mol carbon đây, cho nên chúng ta thấy là trường hợp này cũng loại nốt đúng không? Đó, vậy là trường hợp này sai tiếp. Vậy thì sao? Qua tiếp trường hợp ta tăng lên, nó có 4 bi. 4 bi thì lúc này X nó tách ra được gì? 3H2. Trừ ra được 3H2, tăng lên thêm H nữa nhé. Thì cái này là số mol là các bạn có này. Đây, mol H2 là 0,15. Thì cô suy ngược lại, mol của X lúc này là 0,05 các bạn. Và đến mà nó có 4 bi á, thì nó cũng phải có tối thiểu 4 carbon các bạn. 4 carbon là nó công thức như này. Đó, đây là 4 bi nè. 1, 2, 3, 4 bi đúng không? Thì các bạn thử cho cô mol carbon lúc này nè. Mol của chất này lúc này là 0,05. Nhân cho 4 carbon thì mol carbon của nó bằng là 0,2. Mol 0,2 thì sao? Nó bí hơn 0,265 thì có nghĩa là trường hợp này phù hợp các bạn. Trường hợp này phù hợp là nhận nè. Được chưa? Và các bạn cũng sẽ không có cái trường hợp mà thử lên 5C hay là 6C gì được hết nhé. Tại vì đề bài này người ta cho biết á, là các hydrocarbon này là ở thể khí, là những chất khí ở điều kiện thường. Điều kiện để các hydrocarbon ở thể khí là nó phải có số carbon bí hơn hay bằng 4. Lên 5C là nó thể lỏng rồi. Cho nên chúng ta lưu ý, chúng ta chỉ có nói là trường hợp này là trường hợp chính xác luôn rồi. Xác định như vậy nhé. Vậy cô khẳng định là hỗn hợp của chúng ta nó sẽ có cái hydrocarbon này là C4H2 các bạn. C4H2 có số mol là 0,05. Vậy amin của chúng ta còn lại sẽ là gì? Amin còn lại sẽ là CH2 và NH3. Người ta chỉ báo tính khối lượng của hai amin thôi chứ không có cần đi tìm công thức của hai amin. Cho nên chúng ta sẽ tổng hợp lại nhé, amin quy đổi về thành hai góc này. Trong đó mol của NH3 là 0,03 nào. Còn mol của CH2 này chúng ta sẽ tính được bằng cách lấy tổng số mol carbon ban đầu là 0,265 trừ lượng carbon có trong cái này là 0,2 mol thì còn lại cái này là 0,065 mol. Thì đó là cái lượng CH2 và NH3 có trong amin. Ta tính khối lượng amin bằng cách lấy khối lượng hai chất này cộng lại là 0,065 cộng 0,065 nhân 14 cộng 0,03 nhân 17. Ta ra được là 1,42 gram. Đáp án sẽ là câu A, được chưa? Đó, cái bài này nó rắc rối một chút. Đòi hỏi chúng ta phải biện luận, chúng ta phải suy luận để chúng ta tìm ra được công thức của các hydrocarbon. Mấy đứa hiểu ý tưởng không nào? Cái chỗ này nhá. Cái chỗ này chỉ các bạn cô có sợ là mấy đứa rối cái chỗ là tách hydro này thôi, chứ còn về cái việc mà tính toán và loại cái này thì cô nghĩ là bạn nào cũng biết. Nó không có quá khó hiểu đúng không? Rồi, bài này khá là hay, các bạn lưu cho cô, lưu cho cô. Bạn nào mà xem một lần không hiểu thì nhớ xem lại lần nữa, lần hai nhé. Xem lần hai mà chưa hiểu nữa thì hỏi cô, nhắn tin hỏi cô. Thì chúng ta qua câu cuối cùng là câu 77. Câu 77 câu toán chất este đúng không? Este là cao. Chúng ta có là hỗn hợp E gồm 2 este mạnh hờ X và Y đều được tạo thành từ axit carboxylic và ancol với giá trị M lớn bí hơn 300. Đun đóng hỗn hợp E bằng một lượng vừa đủ nao H đến phản ứng xảy ra hoàn toàn. Ta thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ gồm M gam 1 muối. 1 muối thôi bạn. Của axit carboxylic và 0,09 mol hỗn hợp hai ancol Z và T hơn kém nhau hai nguyên tử carbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn M gam muối trên. Chúng ta thu được hơi nước. Ok, vậy cô xử lý muối trước đúng không các bạn? Muối là cô quy về thành CONa là carbon và hydro. Cộng oxy đốt cháy thì cô thu được là Na2CO3, CO2 và nước. Được không? Trong đó số mol của CO2 đề bài cho là 0,1 các bạn. Đó, 0,1 CO2. Na2CO3 các bạn sẽ tính được dựa trên cái gì? Dựa trên mol của natri các bạn. Natri đề bài cho là gì? NaOH, chúng ta chưa có mol của NaOH. Nhưng mà tiếp tục đọc đề nào. Mặt khác cho toàn bộ lượng ancol, hai ancol trên phản ứng với natri, chúng ta thu được 0,05 mol hydro. Thì bạn có ngay nào, mol của OH trong ancol luôn luôn bằng 2 lần mol hydro, đúng không? Là bằng 0,1.
thì cái này nó sẽ bằng gì? Bằng mol của CO và bằng với mol của NaOH luôn. Cái này thì ai cũng biết rồi, đúng chưa? Vậy cho nên là thành ra cô có mol của CO này sẽ bằng với mol này là bằng 0,1 ạ. Rồi, vậy thì cô suy ra này là 0,05. Rồi, ở cái phần xử lý muối thì cô chỉ có mol của Na2CO3 và mol của CO2 thôi, chứ mol nước là không có. Vậy cô tính tổng carbon nào? Tổng mol carbon là 0,15. Này 0,15 trừ này 0,1 thì carbon đây là 0,05. Vậy thì chúng ta có tìm được công thức của muối không? Tại vì người ta cho là cái này chỉ có một muối thôi bạn, một muối. Một muối thì bạn có thể có nha. Đã tính tìm được công thức của muối này bằng cách nào? Lấy mol của carbon, tổng mol carbon chia cho mol của nhóm chức để bạn tìm cái tỷ lệ này nè. Tổng mol carbon là 0,15 đúng chưa mấy đứa? Chia mol nhóm chức là 0,1, nó ra được tỷ lệ là 2/3 đúng không? À, 3/2 nhé. Đó. Tìm một công thức của muối, công thức của muối. Đề bài này người ta cho một muối thì bạn có thể xử lý theo cái cách này cho cô nha, tính tỷ lệ mol của carbon trong muối chia cho mol của nhóm chức. Thì bạn sẽ có nè, tỷ lệ 3:2. Thì bạn nhìn cho cô. 2 và 3 thì mình sẽ chọn ngay gì bạn? Chọn ngay thằng này có hai nhóm chức đúng không? Hai nhóm chức là CONa hai lần. Và nó có 3 carbon. Đó, chọn ngay trường hợp này luôn cho cô. 3 carbon thì bạn sẽ lấy 3 là trừ đi 2 carbon trong nhóm chức thì còn lại chỗ này 1 carbon thì nó là muối của axit malonic đúng không? Đó vậy thôi. Còn nếu như các bạn chia cái tỷ lệ này mà nó ra một con số đẹp ví dụ là 2:1 ấy hả, thì bạn khẳng định nó sẽ là một chức và có 2C. Đúng không? Kiểu vậy. Cái này là các bạn thấy 3:2 thì mình chọn ngay là hai chức và có 3C. Được chưa nào? Chứ các bạn mà nếu như mà các bạn không chọn 3 chức và 2C. Nhầm, sorry, 2 chức và 3C chứ. Thì bạn sẽ có thể bạn sẽ nhân lên những cái con số này, hiểu không? Đó là cái tỷ lệ tối giản nhất nè. Những trường hợp khác các bạn có thể nhân lên, ví dụ bạn nhân cho 2 lên thì nó thành là 6 carbon và 4 chức. Đúng không? Thì vô lý làm gì có axit nào 4 chức mà mình gặp đâu. Cho nên là chỉ có thể chọn cái trường hợp là 3C và 2 chức là phù hợp với nhất là công thức này là muối của axit malonic, được chưa? Hiểu ý tưởng không mấy đứa? Thì đây cũng là một cái cách chúng ta xử lý, chúng ta tìm muối dựa trên cái số mol của cái nhóm chức và cái số mol của carbon. Và lưu ý chúng ta sử dụng trong trường hợp chỉ có một muối thôi nha, chứ trường hợp mà có nhiều muối thì ta không dùng được. Ok không nào? Rồi bây giờ ta đã tìm được muối, ta đi tìm hai ancol thôi. Hai ancol này có số mol là 0,09. 0,09 mol hỗn hợp hai ancol Z và T hơn kém nhau 2 carbon. Chúng ta có tìm được công thức của hai ancol không các bạn? Cô có hai ancol này hơn kém nhau hai nguyên tử carbon. Đúng không? Rồi tiếp theo là cô biết mol của nhóm OH là 0,1. Các bạn nhìn cho cô nào. Mol của OH mà chia cho mol của ancol là bằng 0,1 chia 0,09 á, là mol OH lớn hơn mol của ancol thì suy ra hỗn hợp này phải sao? Hỗn hợp này có ancol đa chức đúng không? Ancol đa chức. Và cụ thể bài này người ta cho biết là hai ester này đều mạch hở. Mạch hở, vậy thì bây giờ các bạn sẽ hình dung cho cô nào. Ancol này phải là một ancol đơn chức ROH, R-OH và R2OH hai lần. Là có thằng đơn chức và thằng hai chức thôi, chứ còn gì nữa, đúng không? Phải có đa chức các bạn. Tại vì tỷ lệ mol OH lớn hơn mol của ancol. Nếu như mà mol của OH bằng mol ancol thì nó mới là chỉ gồm có ancol đơn chức nha. Cái này lớn hơn thì phải có ancol đa chức, và cụ thể đó là phải có một thằng đơn và một thằng hai chức. Và bây giờ người ta cho biết là este này mạch hở, thế các bạn hình dung nhé. Cô khẳng định là muối chúng ta có một muối duy nhất và muối này hai chức. Mà bây giờ hai este này đều phải mạch hở. Bạn hình dung nào nha, cái muối hai chức này nè, nếu như mà nó kết hợp với cái este nè, cái góc axit này hai chức mà kết hợp với cái góc ancol đơn chức R' như này á thì nó mạch hở là rất là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn phải ráp làm sao nè, ráp cái góc axit hai chức và góc ancol hai chức lại với nhau để nó ra được một cái este mạch hở mới là cái vấn đề của bài toán này. Đúng không? Đó, ráp làm sao? Ráp làm sao để nó thành mạch hở? Chứ mấy đứa ráp như thế này là nha, nếu như mà đứa ráp như thế này. Ráp cái góc ancol hai chức vô đây. Đó, góc ancol hai chức ráp R' vô đây. Nó thành mạch vòng mất là toàn không có được. Thế bây giờ ta phải ráp như thế nào để nó thành cái mạch hở nè. Thì ta ráp như này nhá. Đầu tiên nè, chỗ này nó phải gắn cái góc ancol đơn chức vô. Đơn chức R' vô đây. Đúng không? Còn chỗ này nó sẽ gắn cái gì bạn? Nó gắn cái góc hai chức vô. Góc hai chức là R2', được chưa? Góc hai chức. Cô vẽ như này cho mấy đứa hình dung nào.
chỗ này nó sẽ gắn CO vô nha, không có được đóng vòng lại, nó phải gắn vô đây. Và chúng các bạn hiểu chỗ này nó sẽ kết hợp với một góc hai chức nữa đấy, là cái góc axit hai chức nó sẽ nối vô đây, và chỗ này nó gắn một cái góc ancol đơn chức vô. Đó, nó có cái hình dạng gọi dạng là zigzag như thế này đúng không? Rất là, các bạn thấy nó na ná giống cái kiểu mà chúng ta ghép ở trong cái câu este bằng dụng cao trong cái đề minh họa của Bộ Giáo dục ấy. Nhớ nhớ cái câu đó không? Đó, thì chúng ta cũng ghép theo cái kiểu zigzag như này để cho nó ra cái cấu tạo của một cái este mạch hở. Các bạn không thích viết cái dạng hàng dọc, bạn viết dạng hàng ngang cũng được nhé. Cô viết hàng dọc cho dễ nhìn thôi. Cái este này nó sẽ được hình thành từ hai góc axit hai chức gắn ở giữa, kết nối hai góc axit này là một cái góc ancol hai chức. Còn lại hai cái vị trí trống này nó sẽ gắn cả hai cái góc ancol đơn chức, được chưa? Thì đó, thì bạn câu này nó không có lạ lẫm gì nữa nha. Cách ghép này chúng ta ghép trong bài este bằng dùng cao trong đề minh họa rồi. Rồi, vậy cho chúng ta có được công thức của hai này. Bây giờ chúng ta phải đi tìm công thức của hai ancol các bạn. Công thức ancol chúng ta không thể tìm được dựa trên số mol của ancol và số mol của OH, mà chúng ta dựa cho chúng ta chỉ còn một dữ kiện duy nhất, đó là dựa trên giá trị M lớn của nó bí hơn 300. Và hai ancol này hơn kém nhau hai nguyên tử carbon. Đó, và chúng ta có nào, hơn kém nhau hai nguyên tử carbon thì hình dung cho cô, nếu như góc ancol đơn chức này cô nói là góc metilic, là góc ancol metilic là tối thiểu là CH3 ấy, thì lúc này góc ancol hai chức nó sẽ hơn nhau hai carbon, hơn hai carbon là thành C3H6 đúng không? Đó, các bạn hình dung cho cô thử trường hợp này, thử là cái giá trị M lớn của nó có thỏa mãn là bí hơn 300 hay không nhé. Rồi, đó là cái công thức này, là công thức của este hai chức este bự đây nè. Tính cho cô xem nào. Cái này là 14 nhân 2 nè. Cộng này là góc này 44 nhân 4. Cộng này là 15 nhân 2, cộng góc C3H6 là 42. M lớn của này đã là 276 các bạn, 276. Chưa được 300, nó bằng bí hơn 300 đấy, nó thỏa mãn đấy. Nhưng mà nếu như chúng ta nâng cái góc ancol lên nữa thì có được hay không? Các bạn nâng góc ancol đơn chức này thành lên 2C thì vô tình góc ancol đa chức này nó sẽ lên 4C đúng không? Để nó gấp đôi, nó nhiều hơn hai carbon ấy. Thì các bạn sẽ thấy nếu như mình nâng lên như vậy là nó bị sai ngay. Lúc này chắc chắn một điều là giá trị M lớn của này nó phải lớn hơn 300. Cho nên ta thấy là trường hợp này ta bấm ra M lớn 276 là nó thỏa mãn, nó đúng rồi nhé. Và ta khẳng định luôn hai góc ancol lần lượt là sẽ làm metilic và cái góc ancol 3C. Được chưa nào? Ancol hai chức là 3C. Vậy là xong rồi. Bây giờ chúng ta tìm phần trăm khối lượng thì ta phải có số mol, muốn tính số mol thì ta đặt xy AB gì đó. Ta có nào, số mol của cái hai cái này thì chúng ta sẽ tính dựa trên số mol của góc ancol đúng không ca? Đúng không? Dựa trên góc ancol ta tính luôn. Tính cho cô mol của hai góc ancol để điền vô tìm hai góc este nào. Ancol đơn chức và ancol hai chức. Chúng ta có thằng này là A mol, này B mol. Thì ta có ngay là tổng mol hai ancol là 0,0 mấy các bạn? 0,09 đúng không? Tổng mol nhóm chức là A cộng 2B bằng tổng là nhóm chức OH là 0,1. Ta giải được ngay ra là A bằng 0,08 đúng không? Và B bằng 0,01. Trường không nào? Quá trường. Vậy chúng ta có mol của góc ancol đa chức là góc C3H6 là 0,01. Nó chính là bằng với mol của góc này. Đó, góc C3H6 chỉ có xuất hiện một chỗ này thôi. Thì mol của cái este này cũng bằng với nó là 0,01. Tiếp theo nào, dựa trên mol của góc ancol metilic, ancol đơn chức là 0,08. Trừ đi góc ancol metilic ở đây là 0,02 thì còn lại góc ở đây là 0,06 đúng không? 0,06 mà có hai góc thì ta chia đôi ra thì thằng này là 0,03. Rồi dễ rồi nhá, ta có số mol rồi, chúng ta tính phần trăm khối lượng. Thằng này M lớn là 276 đúng không? Thằng này M lớn là nhiêu nào? 14 cộng 88 cộng với 30, M lớn là 132. Rồi tính nhanh nào. Phần trăm khối lượng của cái chất Y là cái chất có phân tử khối lớn hơn đó các bạn. Thì ta sẽ lấy là 0,01 nhân 276 nhân cho 100 chia tổng khối lượng hỗn hợp là 0,01 nhân 276 cộng 0,03 nhân 132 đúng không? Ta có được là 41, mấy phần trăm đấy? 41,07 các bạn. Bằng D nhé. 41,07 mấy nè. Là bằng D là chuẩn, được chưa nào? Rồi, đó thì câu này như vậy. Câu này cũng khá hay đúng không? Khá hay. Khá hay ở cái chỗ là chúng ta phải thứ nhất là tìm muối cũng được nè, cũng khá hay. Cái thứ hai là chúng ta phải biết cái cách là gì để mà hai cái este này đều mạch hở, thì ta phải ghép cho chính xác cái công thức của cái este y este này. Đó, cái công thức này là nó hay, được chưa?
Rồi, thì còn lại thì cái việc mà tính toán lập hệ tính số mol thì nó không có khó, chỉ có là cái duy nhất là chúng ta tìm được cho cô chính xác cái công thức cuối này, được không? Rồi, xong nhá, đề này chúng ta giải như vậy. Nhìn chung thì đề này không quá khó các bạn. Các câu vô cơ lẫn các câu este thì nó cũng không có quá khó, lý thuyết thì cũng dễ òm đúng không? Bài toán chất béo cũng dễ luôn. Thì tóm lại, đề này là một đề sở Nghệ An nhưng mà rất dễ. So với những đề thi thử của nhiều sở khác mà cô trò chúng ta đã giải, hoặc là đề các đề thực chiến hoặc là đề luyện của cô trò chúng ta đúng không? Thì các bạn đừng có chủ quan, tại vì đề này sở Nghệ An cho thi lần 1 thì đề dễ thôi, lần các lần sau thì nó sẽ khó dần lên. Đúng không? Và đề này thi năm nay thì cũng sẽ khó đấy, cho nên là lo mà học. Được chưa? Rồi, trong nhóm 45 ngày chinh phục 8 cộng thì các bạn những cái video mà cô đã up cho các bạn á, những cái video mà cô đã up cho các bạn bao gồm gì? Đây, cô vào nhé. Bạn đợi cô xíu nhé. Nhóm chinh phục 8 cộng 45 ngày cuối. Trong này thì cô đã up nào có một cái link tổng hợp này để cô ghim vào trong phần đáng chú ý luôn. Cô ghim vào phần đáng chú ý thì để khi mà các bạn nào bạn vào nhóm đúng không? Bạn vào cái phần đáng chú ý. Ủa sao nó có phần đáng chú ý nữa ta? Ủa. Sao cái nhóm này hôm nay nó không có phần đáng chú ý nhỉ? Ủa sao hôm nay nhóm nó có cái gì đó lạ lạ ta? À rồi, đây giờ có rồi nè. Lúc nãy cô lướt làm sao mà nó không có. Và phần đáng chú ý các bạn sẽ thấy cái link này đúng không? Trong này nó sẽ có đầy đủ các cái buổi mà cô tổng ôn lý thuyết của các lý thuyết hữu cơ nè, tổng ôn bài toán chất béo 8 cộng này có hết nè, mấy đứa vào học nhé. Rồi tổng ôn bài toán amin 8 cộng nè, nói chung là tới mức độ 8 cộng thì có đầy đủ trong này. Các bạn ôn tranh thủ ôn các phần này trước, rồi tiếp theo những cái video tiếp theo ôn về phần vô cơ cô sẽ up xong. Rồi, cô từ từ cô up chứ cô không có up luôn một lượt đâu, các bạn lo mà học đi. Rồi trong nhóm này thì cô cũng sẽ up cho bạn các cái bài test test nhanh chống sai nhảm lý thuyết bài điểm ban đầu tiên ấy. Cho nên là nhớ mà vào để mà học, làm chăm làm bài test lên để mình tránh sai nhảm lấy điểm bài điểm ban đầu tiên cho nó trọn đã, rồi mình nâng lên 8 điểm 9 điểm nha mấy đứa. Đó, vậy thôi. Rồi, hẹn gặp mấy đứa vào sáng mai. Sáng mai là nhớ dậy sớm 5 giờ sáng học với cô. Chúng ta giải đề gì? Chúng ta giải đề lý thuyết đếm nhé. Buổi sáng thì chúng ta chỉ giỏi, chúng ta minh mẫn, chúng ta giải thích lý thuyết với cô là nó tốt. Còn buổi tối là chúng ta sẽ giải đề và ôn ôn bài tập. Chứ buổi sáng chúng ta không ôn bài tập được, thời gian nó không có hạn, nó có hạn, với lại là buổi sáng là nên học lý thuyết thì vậy nào. Ok, như vậy nhé, chúng ta nghỉ. Bye bye các bạn, chúc bạn ôn thi tốt. Cố gắng nhá, còn 40 ngày nữa thôi. Ok, bye bye, chúc bạn học tốt.